ok, xả thẳng xuống bên dưới, đưa sang cái iPhone, sạc iPhone lên đây phải. Cái đấy mà quá đẹp rồi, có một đường màu trầm quá. Màu đấy màu trầm hoặc cái này. Cái iPhone của em thôi cơ mà chị. Các chị chốt áo em đang mặc luôn nhé, đẹp quá, ok luôn chị Huệ Gà ơi, chốt luôn nhá. Xem được không chị? Em chả xem được luôn này đấy. Ừ. Chị xem được không? Các chị hôm nay có nhìn thấy rõ không các chị ơi? Sao em chả nhìn thấy gì vậy? Cứ bị phăng gián đoạn này. Này like đúng giờ thế à? Em còn đang không xem được cái này chị này. Không biết là mạng hôm nay có vấn đề gì không mà em xem mãi không được. Nhìn có rõ không chị ơi? Bộ nhung em còn mờ tịt nên là em xem máy là mờ lắm. Taka nhà em không còn đâu chị ạ. Hết sạch Taka rồi nhá. Em chào chị Lệ Hiền Dương, em chào chị Oanh Lê, em chào chị Trung Anh nhá. Hello chị Mơ Tài ạ. Các chị ơi ạ, chia sẻ livestream cho em với. Đặt áo thì mà không thể gọi chốt đơn thì em. Đơn hàng nhà em vẫn đang gọi chốt chị ạ. Thì chị ạ vẫn đang gọi là hoạt động hết công suất luôn ý. Rồi ok chị Tài Tân nhá, rõ mà rồi ok, chắc là do mạng của em ấy. Đấy. Đơn hàng nhà em vẫn đang gọi chốt đơn đấy chị nhá, làm gọi là hết công suất luôn ý. Em chào chị Ánh Lê ạ. Rồi các chị ơi đi qua live cho em xin nút chia sẻ với nhá. Cho em xin một nút chia sẻ với. Đấy, lại gián đoạn rồi. Xem nào, em xem máy đấy nào. Em xem máy bên này em xem không rõ gì nhỉ. Áo lông chưa về hàng luôn chị ạ. Áo lông chị ơi, về áo lông. Áo xem ok mà rồi, rồi ok em lên luôn nhá. Áo vest à? Áo vest thì hiện tại em đang hết hàng chị ơi. Áo vest đang hết hàng, nó còn cái vest dạ của hàng Quảng Châu nhá. Còn vest dạ của hàng Quảng Châu. Rồi em lên luôn áo em mặc đây các chị này. Đâu chị nhỉ? Áo em mặc là còn MLXL, nói chung là vẫn đủ size các chị nhá. Vẫn đủ size số luôn.
Đó, áo em mặc là đáng bao nhiêu đây chị này? Lấy cái gì dán đây cho em rồi. Rồi các chị ơi, mã này các chị có may là đá. Đá gì ạ? À? Đá 605 các chị nhá. Đá 605 kèm số điện thoại ạ. À. Đá 605 và kèm số điện thoại cho em ạ. À. Len khoác á, len khoác tí em lên sau. Hôm nay về rất nhiều mã len khoác mới và hôm nay là hàng được sale á chị nhá. Hôm nay làm được sale. Nhưng mà trước khi lên áo khoác len em sẽ lên cái mã áo đá em mặc đồ la đó chị ạ. À. Các chị lên áo đá đẹp lắm, cái phần cổ của nó là cổ ren các chị nhá. Cổ ren lại chấm bi cho em ạ. À. Lên mã hàng cho là đá 605 cộng số điện thoại ạ. À. Đấy. Bây giờ là em vẫn đủ size MLXL các chị, 40 cân đến 65 cân các chị nhá. 40 đến 65 cân ạ. À. Xem lại hết tiền em cảm ơn chị ạ. À. Rõ mà ok chị Đoàn Thanh nhá. Lên khoác tí em lên. Đẹp lắm luôn các chị này, chị cho em áo này. Ngày hôm nay bán có chị con này bao tiền, còn em còn đúng bằng này chiếc các chị này. Em còn bằng này chiếc nhá. Tại vì hôm nay em review lên chậm em biết mà. Đá 605. Đá. Bao tiền được? Trần trắng phía sau tí em xả luôn ạ. À. Tí em xả. Mẫu này là 165.000 đồng các chị nhá. 165.000. Ok chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. À. Chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. À. 1m55 và 54 cân á. 1m55 54 cân vẫn bằng size M chị ạ. À. Nói chung là các chị cứ dưới 65 cân nhé, có size vừa. Từ khoảng là 42 43 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. À. Mã này các chị comment cho em là đá 605 và kèm số điện thoại. Áo phao dài em có chị ơi, phao dài em có. Nhưng mà bây giờ nó lẻ size ạ. À. Chị nhận được áo gió 56 nhà em trên cả mong đợi, em cảm ơn chị luôn ạ. Chị Nhung Chu ạ, chị Hồng Vinh ok chốt đơn hàng này. Mã này em vẫn đủ size MLX nhé chị nhá. Mã chị ơi đây cho em cái kéo này. Em không ship được Đài Loan đâu chị ạ. Tại vì là đơn hàng em gửi ở trong nước bây giờ là mùa dịch cái này đã khó rồi chị ơi. Cho nên là không ship được ở sang nước ngoài đâu chị nhá. Chị Huệ Gà rồi ok, mã này 3 size MLXL các chị cho em ạ. Đá này, hàng Quảng Châu cho em đá giờ sáng luôn. Mã này là bị sót hàng các chị yêu nhá. Mã này bị sót hàng ạ. À. Chị Huệ Gà có đơn hàng ạ. À. Đá 605 ạ. À. Cộng số điện thoại cho em ạ. À. 165.000 đồng các chị này. 165.000 đồng ạ. À. Các chị lên đơn hàng ạ. À. Cộng số điện thoại ạ. À. Quần em mặc là quần em hết rồi chị ạ. À. Còn nguyên áo. Áo em mặc thôi. Để chị ạ. À. Còn nguyên áo em đang mặc thôi ạ. À. 100 bao nhiêu tiền chị ơi. 165.000 đồng chị nhá. 165.000 đồng ạ. À. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại. Chị Lê Thị Thủy để lại số điện thoại cho em với. Comment số điện thoại cho em với. Pha Trần Trám có. Nhưng mà nó còn lẻ size em ơi, nó còn lẻ size nhá. Không có số lượng đâu. Bây giờ là hàng đấy chị không nhập nữa. Bộ Quảng Châu size to á. Rồi tí nữa chị ơi, Bùi Thanh Thúy có đơn hàng ạ. Không thấy gì mạng kém à. Mạng chán thế nhở. Chào em một chút nào. Không có áo đá đỏ chị ơi. Rồi chị Thương Bùi chốt đá 605 này. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn. Để chạm dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 605 kèm số điện thoại nhá. Áo em bận 165.000 chị ơi. Mạng đá 605 chị ạ. Đá 605 cho em ạ. Trần Kim Dung này. Em xem một chị cái mạng với. Ôi mua hàng ở Loan khó quá. Có gì khó đâu chị. Có gì khó đâu. Toàn đồ đẹp thôi em. Cảm ơn chị luôn nhá. Like tối qua chưa được gọi chốt đơn là chị Nguyễn Hương ơi, nhà em vẫn đang chốt đơn mà chị, vẫn đang gọi chốt đơn mà. Mã này đá 605 cho em nhá, 165.000. Rồi hôm nay nhận được hàng em Loan lần đầu nhưng rất vừa và đẹp. Em cảm ơn chị Bùi Thanh Thủy ạ, sao ủng hộ cho em tiếp chị nhá. Sao ủng hộ cho em tiếp luôn. Đấy chị này. Tí em lên các chị một cái mã hàng mà em hết hàng bao nhiêu ngày hôm nay mà hôm nay mới về được. Đấy hôm nay mới về được và về đúng một chuyến cho các chị yêu ạ. Em ơi chốt đơn chị đi mấy hôm rồi, chị Minh Tuấn Phạm còn nhớ mã hàng không chị ơi? Ok chị Lê Thị Thủy nhá, 605 đúng không? 605 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi nhận hàng quá đẹp, cảm ơn chị luôn nhá. Trên máy xếp ly em còn chị Trần Đoàn Thị Hồng Đào ơi. Chị Thơ Lê chốt đơn hàng ạ. Phạm Quỳnh Như có đơn, nói chung là mỗi mẫu. À quên, mỗi size đấy chỉ còn 5-6 cái thôi. Mỗi size còn 5-6 cái, các chị nhìn cho em màu đá này. Nó sáng lắm các chị ạ, nó không bị xỉn màu đá. Chị Hương Mai ạ, Phạm Quỳnh Như có đơn hàng ạ. Một tuần chị có chốt đơn nào rồi, nhận được phong ngắn đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Áo len em có nhiều chị ơi. Áo len có nhiều nhưng hiện tại vẫn đang chốt đơn của hôm qua. Cho nên là để em xem mạng không comment được á. À mua áo đá nhà Loan 2 năm rồi vẫn đẹp, cảm ơn tình yêu. Đấy, đẹp lắm các chị ạ, đá nó sáng. Cái chất đá, cái hình đá này nó là đá ép nhiệt rất là sáng luôn ạ. Muốn áo phao đại hàn ạ, có không chị ơi? Tí em lên xong các chị ưng mẫu nào các chị chốt nhá. Chị Diệu Nguyễn cho em xin là mã đá 605. Nhận được hàng ạ, nhà em mặc vừa đẹp lắm, cảm ơn chị luôn ạ. Hương Mai có này. À, Paka mã nào chị Qua Lò ơi. Paka mã nào chị Toàn Ngân. Nếu mà Paka, nếu mà nhà em đã bán cắt mẫu thì nhà em sẽ không có hàng đổi chị nhá.
Đấy, bán cắt mẫu là cũng có hàng đổi mà. Hôm nay đi đá bóng thì yếu. À, mạng hôm nay đá bóng thì yếu á. Phải không? Em mà nhiều. Bây giờ có trên mạng nhiều không? Thế à? Em không biết được thế nào. Rồi đá 605, đơn tối qua vẫn đang gọi chốt đơn hàng chị Huệ lô ra rồi. Đơn hàng tối qua vẫn đang gọi chốt nhá. Áo em mặc đá 605 các chị lên đơn ạ, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ, 165.000 đồng ạ. Gió 56 em đón này về được thêm một ít mã gió 54 nữa. Đấy, bao nhiêu chị mong đợi mã gió 54 nhưng hôm nay chỉ về được một ít thôi. Các chị này, các chị nhớ cái mã hàng này không ạ? Chị nào hôm chưa chốt được hôm nay nhanh tay nhá. Em mà em chỉ về em đặt được đúng một chuyến nữa thôi ý. Thực sự luôn, nó quá đẹp luôn các chị này. Nó quá đỉnh luôn, một cái mã hàng cho em nó sẽ là cổ pha gen, nó sẽ là cổ pha gen cho em ạ. Giá gọi là đẹp ngất ngưởng luôn ạ. Quần shop 903 nhà em còn hàng chứ ơi, không biết là nó còn size gì. Cái mã này hôm trước về đúng một lần là hết đúng không? Mã này hôm trước về đúng một lần là hết hàng chứ ơi, kéo cả cài hộ em cái cục đằng sau với chị Hoa ơi. Chị Hoa ơi, cài hộ em cái cục đằng sau. Đây để ý mẫu hỏi Huyền nhá. Hỏi Huyền ấy, ra hỏi Huyền. Đây các chị nhớ cái mã này không ạ? Ngày hôm nay chị nào nhanh tay mình có đơn hàng nhá. Em đặt mã này bao nhiêu lâu mới có? Đằng sau của cúc cài. Mã này hôm nay em về được cả nâu với đen các chị nhá, về được cả nâu tây với đen. Mã này là trước các chị nhớ là mã 623 đúng không ạ? Mẫu trước em còn sót đúng một cái mà các chị tranh nhau không có. Em bảo rồi em cố gắng săn cho các chị một chuyến nữa các chị này. MLXL3 size các chị yêu nhìn cho em hàng này. Phần này phần gen cho em nhá, gen cho em này. Và cái phần thân cũng là phần thân gen và hai lớp. Để chạm thân gen hai lớp, các chị comment là mã này là 623 và cộng số điện thoại ạ. Em hứa luôn mã này nhá. Em chỉ về được đúng một lần thôi ạ. Chị nào ngày hôm nay mình săn livestream mình có xuất sắc luôn ạ. Hai màu cho em các chị này. Hàng Quảng Châu cho em ạ. Em thấy giá thị trường vẫn đang dao động tầm khoảng là 280-300 nghìn một cái. 280-300 nghìn. Ngày hôm nay ạ, chốt đơn các chị yêu nằm mới giá là gọi bao nhiêu tiền nhỉ chị ơi? 180 các chị nhá, 180 nghìn. Em chỉ về một chuyến duy nhất là hôm nay là em bán gọi là chi ân khách hàng nốt. Để chạm 180.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã này cho em là 623 cộng số điện thoại ạ. Để chạm 623 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đính đá rất là đẹp luôn các chị này. Màu của nó đây là màu nâu tây các chị nhá. Màu nâu tây cho em ạ. Màu da da các chị nhá. Màu da với tông màu đen. Để chị ạ, em gọi là màu nâu, màu đen các chị nhá. Màu nâu và tông màu đen cho em ạ. Cổ sơ mi các chị mặc đi làm đi chơi được ok hết cho em ạ. Phần này là phần gen các chị này. 623 và cộng số điện thoại ạ. Q1 em còn thì tranh chị Trinh Hoàng ơi. Comment ẩn quá chị ơi, thực sự luôn ý. Ngày hôm nay nó bị làm sao thế này. Chị Độ Thơ ạ, Phạm Quỳnh Như ạ, chị Thảo Lan chốt đơn ạ. Comment rất là ẩn luôn các chị ạ. Các chị cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Cho em xin nút thả like ạ, thả tim ạ, chia sẻ livestream hộ em với. Chị Hương Bùi ạ, chị Nhung Chu cho em xin số điện thoại với. Ôi sao hôm nay mạng ẩn thế nhở. Comment ẩn em không nhìn thấy luôn ấy. Đấy, mã này hôm nay gọi trước là em bị bão đơn cái mã này và không có đủ hàng để chốt đơn ấy. Về đúng một lần và hết hàng nó còn là nửa tháng nay rồi. Nó hết hàng nửa tháng nay rồi, các chị nhìn cho em áo này. 623 cộng số điện thoại cho em ạ, 180.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 180.000 đồng một áo. Cái phần này là phần gen cho em nhá, phần cổ gen này. Cái phần này là phần gen cho em ạ, đính đá kết cườm. Để chị ạ, đính đá kết cườm này. Đó, đính đá ép nhiệt cho em ạ. Mã hàng cho em là áo đá 38 còn. Trần Thanh ơi, chị Hương Thu có, chị Toàn Ngân chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị có phải là đá 623 các chị nhá. 623 và kèm số điện thoại cho em ạ. 180.000 đồng ạ. Không nhìn thấy comment luôn. Đây này, ẩn comment này, đẹp quá mà hết tiền rồi. Em có phải kéo qua kéo lại cái màn hình ý. Chị Diệu Huyền, à Diệu Nguyễn có ạ. À, chị Đỗ Hạ ok chốt đơn hàng, em không nhìn thấy luôn chị ơi. Ẩn quá, không chia sẻ được à. Không biết làm sao luôn ý. Chị Nguyễn Như Xuân ạ, chị Kinh Hoàng ạ, Ma Nguyễn Thị Ma này, chị Nguyễn Quân có đơn. Các chị ơi, các chị cứ lên số điện thoại cho em nhé. Tại vì là comment ẩn em không đọc được hết đâu. Comment ẩn em không đọc hết lên các chị đâu ạ. Các chị cứ lên số điện thoại, nhân viên em sẽ tư vấn cho các chị sau nhé chị yêu nhé. Mã hàng cho là 623 kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào ngày hôm nay mình trượt mã này thì em xin chia buồn luôn. Tại vì em được về đúng một lần này thôi. Đặt hàng nửa tháng trời hôm nay mới về hàng ạ. Đặt hàng cả nửa tháng hôm nay mới về. Các chị này, gen mà không dặn không ngứa, co giãn thoải mái ạ. 65-66 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đổ lên các chị yêu nhá. 40 cân đến 65-66 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đấy chị ạ, 180.000. Em ơi, thị trường vẫn 280-300.000 một cái. Thị trường vẫn đang 280-300.000. Thôi bữa trước bán bao nhiêu thôi em bảo rồi, ngày hôm nay em bán cho nó gọn mẫu chị ạ. Hôm nay về em một chuyến em bán chi ân, hôm trước bán bao nhiêu kệ nhá chị Hồ Nhung nhá. Em chỉ biết là hôm nay em bán các chị 180 thôi.
Được chưa? Còn giá thị trường bao nhiêu em không cần biết. Em chào chị Minh Ngô ạ. Em bảo rồi, hôm qua những cái mã bắc ca chị nào được thì mình hoan hỉ và chị nào không được mình thông cảm. Em chỉ có tổng 20-30 cái áo bắc ca thôi. Chị Phạm Nghị có, chị Nguyễn Hồng ạ. Ok chị Nga Nguyễn chốt đơn ạ. Mã hàng cho em là 623 và kèm số điện thoại cho em màu nâu. Và 623 cho em mã tông màu đen các chị nhá. Đây này, MLXL đủ size số luôn. Được chưa? MLXL em đủ size số các chị ơi, mình từ khoảng là 40-65 cân, 66 cân đổ về. 40 cân đến 65-66 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là 623 và kèm số điện thoại. 623 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Thư Lê ạ, Nga Lê, à Lê Nga hàng rồi. Ok chốt đơn ạ. Em hôm nay em thế luôn ạ, không nhìn thấy các bác luôn nhá. Em không nhìn thấy mọi người luôn ý. Các bác ạ, cho em xin nút thả tim thả like của em xem nào. Cho em xin nút một nút tim một nút like với. Em không nhìn thấy mọi người đâu. Chị Thanh Phùng ạ. Ok chị Nga Nguyễn này cứ phải gạt qua gạt lại của mình. Chẳng hôm nay ẩn comment lắm ý. Ẩn comment lắm. 623 các chị nhá, 623 kèm số điện thoại cho em ạ. Em thử lên các chị xem cái màu da đậm này các chị này. Để chạm màu này em gọi là màu nâu nhá. Để chạm màu nâu đi. Để chạm gọi là màu nâu ạ. Chị Minh Vinh cứ lên số điện thoại đi, không có gì khó. Thì khách hàng em mua hàng em 4 năm rồi vẫn mua liên tục như thế, không có gì khó đâu chị ạ. Chị Hương Bùi rồi ok, 623 em không có màu hồng nữa chị ơi. Đà 623 em chỉ lên hai màu, các chị lấy màu hồng ở đâu ra thế? Em thật sự luôn, em có lên từ lúc đầu bây giờ em có lên hai màu như này thôi, chỉ có đen mới ra mà chị bảo là 623 màu hồng thì em không biết lấy màu hồng ở đâu ra em bán cho chị nữa. Đây các chị này, toàn bộ là hàng Quảng Châu luôn, chất gen nó xuống. Em thử mặc màu nâu các chị nhá. Hôm trước màu nâu này cũng hết sạch, nói chung là hai màu này màu nào cũng dễ mặc và khách hàng toàn lấy cả đôi thôi. Khách hàng toàn lấy cả đôi thôi ạ. Chất gen này của nó là gen giãn các chị yêu nhá, chất gen giãn cho em ạ. Đây các chị này màu nâu. Màu nâu cho em. Xuất sắc luôn. Chị nào đã nhận được áo gen này cho em xin một cái feedback rồi. Em ơi, hôm trước em bán khoảng gần 1.000 áo mà không bị gọi là bị hoàn đơn một cái nào. Duy nhất có một chiếc là khách hàng không vừa thôi, khách hàng gửi lại cho em thôi ạ. Chứ còn là không chê vào đâu được luôn ạ. Mặc không dặn không ngứa các chị nhá. Không bị dặn không bị ngứa như cái hàng gen rẻ đâu ạ. Em tặng các chị ngày hôm nay 180.000 đồng ạ. Lên cho em là 623 cộng số điện thoại ạ. Để chặn 623 cộng số điện thoại cho em. Q3 em còn chị Đoàn Len ơi. B45 á, B45 là cái gì nhỉ? B45 thì em làm gì nhà mình có bộ nào bộ B45 đâu. Đúng không? Chị Lê Thị Hương ạ, chị Dương Nguyễn có đơn hàng nhá. Quần em mặc không còn đen đâu chị ơi, trắng hết đen hết ạ. Chị Phạm Thị Nga, chị Hà Trang có, chị Nguyễn Huyền chốt ạ, Xuân Bùi ok chốt đơn hàng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là 623 cộng số điện thoại nhá, màu nâu và 623 cho em tông màu đen. Chị Thu Hồng ok ạ, chị Hồi Nhung em cảm ơn chị luôn nhá. Chất nó đẹp xuất sắc luôn. Thực sự luôn ạ, chất đẹp xuất sắc nhưng mà cái mạng hôm nay em, cái mạng nó đều quá các chị ạ. Ẩn comment kinh khủng luôn ý. Để chặn 623 mẫu này cho em ạ. Đẹp quá mà về được ít nhỉ. Đẹp quá mà về được ít các chị này. Lấy cho em áo đá ấy đi chị ơi. Mã đá gì ạ, đá 38 này lúc nãy các chị hỏi ý. Đá 38 ở chỗ nào ấy mọi người? Đá 38 ở chỗ nào đấy chị ơi? Len còn len xịn 4 không em à? Rồi ôi giờ này hỏi len xịn 4 là mã nào em chịu chết luôn đấy chị ạ. Chị Đỗ Thơ rồi ok. Rồi chị ơi, chị cứ để ý điện thoại cho em với, chứ nhiều chị là comment đặt hàng nhưng mà không bao giờ nghe điện thoại chị ạ. Gọi điện 10 lần thì cả 10 lần không nghe máy. Lên áo đá 85 vào đợi em một chút chị ơi. Rồi nhà em loan áo gì cũng có, cứ xem là mất tiền. Em cảm ơn chị Trần Kim Dung, anh Nguyễn Thị chốt đơn hàng. Chị Lợi Lợi có đơn hàng các chị yêu nhá. Mã đá 623 cộng số điện thoại cho em. Hơn lần trước khách hàng cứ lấy cả đôi ấy. Khách hàng còn lấy cả một đen một nâu như này. Rất là dễ mặc luôn, cái phần đá cho em nhé các chị yêu nhá. Phần đá cho em ạ, đá 623, chị Tony Nguyễn có, chị Thư Lê có đơn hàng ạ. Đá 67, 67 là mã nào chị nhớ bây giờ, nhà em nhiều mẫu đá lắm, tí sẽ lên từng mẫu một luôn các bác nhá. Tí lên từng mẫu một luôn ạ, Nguyễn Tình có, chị Bảy Trần chốt đơn hàng ạ. Đá 623 và kèm số điện thoại ạ. Hai màu, đẹp quá, mặc cái mẫu này là nó không bị dặm luôn, mặc thề luôn không muốn cởi ra các chị ạ. Thề luôn không muốn cởi ra luôn, mà mã này hết hàng bao nhiêu ngày hôm nay rồi ý. Chị Nguyễn Tình có ạ, Dương Khánh Huyền ok chốt đơn ạ. Bảy Trần có màu nâu này. Nâu với đen các chị yêu nhá. Nâu với đen cho em ạ. Áo đang mặc là 623 Minh Đinh ơi. Comment chuẩn mã hàng cho chị với số điện thoại đi em ơi. Chứ nhiều chị là comment nguyên số điện thoại mà không nhớ mã hàng là hôm sau không chốt được đơn. Đấy, hôm sau không lên được đơn ạ. Tiếp theo các chị này. À, bà đã báo 8 là mẫu này à. Rồi lần đầu mua hàng Ngài Loan chất ok lắm, cảm ơn chị ạ. Chị Đỗ Thơ hôm nay thử đặt lại cho em là xem ngày mai nhân viên có gọi điện chốt đơn cho chị không nhá. Hôm nào về gửi và em chưa trả lời được hôm nào về chị ạ. Tại vì là hàng này hàng đặt chị ơi. Hàng đặt bao giờ người ta trả cho mình thì mình mới biết thôi chị ạ. Đấy, cuối năm rồi hàng về khó. Chị Hồng Vũ áo em mặc là 180.000 chị ơi. Áo em đang mặc là 180.000 đồng một áo ạ.
lên cho em mã gì ạ? Đá 623 chị nhá. Đá 623 và kèm số điện thoại cho em. Mặc nó vừa đẹp luôn, các chị mặc ở trong áo vest cũng đẹp, mặc ở trong áo vest, áo dào dạng xinh luôn. Đây tiếp theo lên các chị một mẫu áo đá đen các chị này. Một mẫu áo đá đen luôn. Cái mã này em cũng còn ít. Được chưa? Mẫu em cũng còn ít luôn ạ. Mã này là mã đá 38 đúng không? Em vừa mới lên live phát các chàng hỏi là em ơi còn đá 38 không? Mã không xem được hình nhòe lắm á. Không biết tại sao luôn ngày hôm nay. Mấy giờ hết đá bóng nhỉ? Sao hết đá bóng chưa? Rồi chị Nhung Chu có ạ. Tiếp theo mẫu này các chị comment là đá 38. Được chưa? Minh Tuấn Phạm có ạ. Nhớ quê nhà chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là đá lấy chị Thảo Lan cho em số điện thoại chị ơi. Comment chuẩn mã hàng với số điện thoại giúp em với ạ. Ngày mai các chị thích màu nào các chị báo nhân viên hộ em. Áo em mặc các chị ơi, lên mã này là mã gì? Đá 38 đúng không? Đá 38 chắc là vẫn đủ size đúng không chị? Còn đủ size không? Mã này các chị không hay là đá 38 mà kèm số điện thoại ạ. Đấy, đá 38 mà kèm số điện thoại cho em. Áo này 180.000, để chạm 180.000 đồng. Đủ size MLXL các chị nhá. Đủ size MLXL các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Đá 38 đúng không? Rồi ok. Hôm qua thì mạng không vấn đề gì mà hôm nay nó cứ kiểu gì ấy. Không lên được view. Không lên được, không phải không hiển thị được comment luôn ấy. Rồi nay chị được đào đá 38 và chấm vi rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Ngọc Cảnh Trần. Đấy, chị lợn co lên số điện thoại cho em chị ơi. Mã đá vừa mới lên xong là mã đá 623, còn áo em mặc là đá 38 chị ạ. Đá 38 em còn ít nhá. Chị ơi đưa hàng cho em với chị. Hàng Quảng Châu các chị ơi, hàng đá nó đẹp các chị này, đá pha màu cho em ạ. Mã này các chị có mày là đá 38 cộng số điện thoại cho em 180.000 ạ. Chị Nguyên Phương có, sắp ngôi em còn. Chị ơi đặng hàng có đơn hàng ạ. Lê Thị Hương có đơn ạ. Đá 38 ạ, nhanh tay mình có đơn thì mỗi mẹ em còn ít thôi các chị ơi. Còn ít nhá. Đá 38 mà kèm số điện thoại cho em ạ. MLXL 3 size. MLXL 3 size ạ. Phần cái phần thân của là cốt tông các chị này, đẹp nhỉ? Cái màu của nó này. Được chưa? Cái phần thân là cốt tông cho em ạ. Còn phần tay của nó sẽ là ren đính đá các chị nhá. Ren của nó là ren lưới kín. Ren lưới kín đính đá cho em ạ. Co giãn 4 chiều, các chị thoải mái ạ. 65 cân đổ về chốt đơn. Đấy, thoải mái 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 38 mà cộng số điện thoại ạ. Em chào chị Vân Bì ạ. Hello chị Ly Liên nhá. Chị Ngô Viện chốt đơn ạ. Cọc rằng ok ạ. Nguyệt Hoàng có đơn hàng ạ. Đá 638 à, đá 38. Đá 38. Được chưa? Đá 38 cộng số điện thoại ạ. Chị Thái Lê có đơn hàng ạ. Em ơi đẹp xuất sắc luôn ạ. Đá 85 là mẫu nào mà các chị cứ hỏi nhỉ? À đây chị đợi em tí, đây đá 85 luôn. Em sẽ lên từng mã một nha, em rất là nhiều mẫu đá. Chị Trần Thanh đấy em tí nhá. Thái Lê có ạ, chị Hậu Nguyễn Hữu có này, Vũ Thị Thủy chốt đơn hàng ạ. Đá 38 kèm số điện thoại cho em ạ. 100 ạ. 80.000 ạ. 180.000. Phạm Hồng có ạ. Phạm Lan Oanh có ạ. Ok chốt đơn nhá. Đẹp nhỉ? Cái màu đá của nó sáng long lanh như này mà. Ren của nó cho em này. Yến Nguyễn có ạ, chị Nguyễn Phượng có ạ, chị Thanh Nguyễn có đơn ạ. Mã đá 38 kèm số điện thoại nhá. Đưa cho em cái phao da nè. Phao da gì trên kia nè. Xanh B và nâu, đen. Xanh B đen tí em lên sau nhá. Chị Yến Nguyễn có ạ, chị Hà Hiên có đơn hàng ạ. Đá 38 cách số điện thoại 180.000 ạ. Quần trái mặc hết hàng chị ơi. Áo giá bao tiền, có áo lớn không ạ? Cái mẫu này có phải là dưới góc góc thì là kìa. Huyền ơi, phao da chỗ nào nhỉ? Phao da đây. Ừ. Đây mẫu này. Đây ra đây mo chỉ cho. Đúng không? Khác này, mẫu này khác này em ơi. Nó ở đây. Đấy, nó là mẫu đấy. Em lên các chị tặng các chị một mẫu phao da này. Để tặng các chị yêu mẫu phao da luôn. Đây nhá. Một mẫu này các chị này, chị ấn khách hàng luôn. Để chạm một mẫu này em chiên khách hàng. Chị nào nhận được áo phao này chắc chắn là các chị đã biết chất lượng rồi đúng không ạ? Chị yêu đã nhận được phao da, các chị đã biết chất lượng rồi đúng không ạ? Các chị ơi, mẫu này em nói chung là nó còn lẻ size các chị nhá. Lẻ màu lẻ size. Để chạm lẻ màu lẻ size các chị lên cho em ạ. Tặng phao da kèm số điện thoại ạ. Để chạm tặng phao da và kèm số điện thoại cho em ạ. Phong các chị tầm khoảng là dưới bao nhiêu cân được chị ơi? Bóp rim chưa lên tí em sale nhá. Tí em sale
tầm khoảng là dưới 58 cân, dưới 60 cân đổ về chút đơn ạ. Dưới 60 cân đổ về chút đơn hàng. Em đang có màu này em gọi là màu be các chị nhá. Màu be cho em này. Tông màu xanh ạ. Và tông màu đen, ba màu cho em ạ, ba size ML XL. Nhưng mà hiện tại thì có size, có mẫu thì đủ size, có mẫu thì có màu thì thiếu size. Hôm nay ạ. Rất mẫu luôn các chị yêu nhá. Đấy chị ạ, rất mẫu rất mạ luôn ạ. Chị nào nhanh tay ạ, chia sẻ livestream mình có đơn. Tại vì mạng rất là kém luôn các chị ạ, thực sự luôn ấy. Ngày hôm nay chốt tình yêu là chia sẻ like cho em ạ. Đấy, hiện logo chữ người chia sẻ này, chia sẻ cho em ạ, hai lần đi chat cá nhân này, ba lần hội nhóm giúp em mới ạ, tổng lượt chia sẻ cho em là 5 lần là ok. Áo đá 38 triệu Hoàng Thị Hằng chốt đơn ạ. Ngày hôm nay nhá, xả cắt mẫu luôn ạ. Hôm trước vẫn đang là bao nhiêu nhỉ? 400 mấy? 480 đúng không? 480 ạ, hôm nay xả luôn ạ. 300 ạ. 49.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 349.000 đồng một con phao da hàng cao cấp các bác luôn này. Xịn đét luôn, các chị nhìn hàng cho em nhá. Đấy chị ạ, bên trong lót lông. Bên trong lót lông ạ, 3 size MLXL. Các chị comment là tặng phao da kèm số điện thoại ạ. Tặng phao da kèm số điện thoại cho em ạ. Màu xanh, các chị yêu nhìn cho em màu xanh này. Nói chung là mỗi mẫu còn ít. Đấy chị ạ, mỗi mẫu còn ít cho em ạ. Màu xanh cho em nhá, màu xanh này. Em mặc của áo em mặc mã gì? Mã này các chị comment là tặng phao da cho em. Tặng phao da, chia sẻ livestream mình có đơn. Ở bên dưới cùng chị ơi, dưới cùng ở dưới kệ kìa, kệ dưới cùng đấy, ở trong góc góc chị đưa cho em thêm vẫn. Cái này là lông cổ nó tháo rời ra các chị yêu nhá, lông cổ tháo rời ạ, tặng phao da kèm số điện thoại cho em ạ, 300 ạ, bao nhiêu tiền? 300 mấy? Hôm trước là 470, 460 hay 480 ấy. Hôm trước là 460, 480, hôm nay tặng các chị luôn ạ, 300 mấy, em vừa nói bao tiền đấy nhỉ? 349 ý. Em vừa nói 349 á? Vâng. Thế à? Ờ. Ôi, thế chết rồi. Thôi, còn mấy cái bán nốt thì chị ơi. Thôi còn mấy cái bán nốt được. Em nhỡ mồm vậy. Thôi ạ, 349.000 đồng không? Đấy chị ạ, 349.000 đồng. Các chị coi là tặng phao da kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp nhức nách luôn các chị ạ. Đấy chị ạ, màu đen này, màu đen này, màu trắng này. Đấy chị ạ, màu be các chị nhá. Màu đen này, màu be với tông màu xanh ạ. Đen be xanh cộng số điện thoại cho em ạ. 349.000 đồng các chị nhá. 349.000 đồng các chị lên đơn ạ. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc cái này luôn các chị này. Bên trong lớp lông nhá các chị yêu nhá. Vừa ấm vừa đẹp luôn. Đấy chị ạ, vừa ấm vừa đẹp vừa thời trang luôn ạ. Chuẩn cho em mã hàng là tặng phao da và kèm số điện thoại ạ. Ôi đẹp dã man các chị này. Em chưa bao giờ em bán xả giá này luôn ý. Nhưng mà tôi còn mấy cái với lại là em đang bị em nhỡ mồm đấy các chị ạ. Em nhỡ mồm. Nhưng mà thôi đã chót nói ra. Chỉ đó một lời đúng không ạ? Chỉ đó một lời thôi ạ các chị nhá. Tặng phao da cho em ạ, 349.000 đồng một áo. Đấy chị ạ, 349.000 đồng một áo ạ. Lên cho em mã hàng cho em là tặng phao da kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng phao da kèm số điện thoại. Cái này là cổ lông rời các chị nhá. Cổ lông các chị tháo rời ra được cho em ạ. Bên trong lót lông. Đấy, bên ngoài của nó là trần chám cho em như này. Bên ngoài trần chám ạ, một con phao da đẹp xuất sắc nha các chị yêu, nhìn cho em hàng này. Vừa đẹp vừa ấm luôn. Em xin phép là mã này em chia cái nhà kỷ niệm cho các chị nhá. Đấy chị ạ, giá này là giá kỷ niệm luôn ạ, 349.000 đồng ạ. Lên đơn hàng em thấy luôn giá này em bán lỗ gọi là chổng hết cả phao câu đi rồi. Đấy chị ạ, giá lỗ chổng phao câu đi rồi các chị ơi. 349.000 đồng. Em đố giá thị trường bán được giá này luôn. Tại vì em đã bán lỗ chị ạ, em đã bán lỗ rồi. Tặng phao da nhá, ngày mai các chị chọn xem có size nào vừa các chị lấy. 52 cân có size vừa, nói chung là các chị từ 40 cân đến tầm 58 dưới 60 cân cho em. Nhưng mà em không biết là bây giờ hiện tại là màu nào đang lẻ size, màu nào đủ size. Tại vì là em chưa phân được ra. Nhưng em đang thấy là treo trên móc thì em tiện em bán luôn. Đang tiện trên móc em bán luôn. Tặng phao da cho em ạ, 349 và kèm số điện thoại nhá. Ngày mai chị nào được mình ngoan nghỉ. Đấy chị nào được cũng thông cảm, tại vì là số lượng em không còn nhiều. Đấy, số lượng em không còn nhiều ạ, còn mỗi mã một tí thôi. Mỗi mã em còn một tí thì ti thôi chị ơi. 349.000 đồng một áo. Tiếp theo chị ơi. Xem cho em một con da lót lông như thế này. Còn bao nhiêu bán nốt nhá. Đây ạ, con này hôm trước cũng bốn mấy này. Đây con này à, tiếp theo em qua mẫu luôn ạ. Đẹp quá mà hôm kia kêu hết à. Hôm nay mới tìm thấy chị ơi. Hôm nay em mới tìm thấy, tại vì nhà em nó nhiều mẫu lẻ quá chị ạ, nhà em nhiều mẫu lẻ quá. Hôm trước hết thì hôm nay mà nhìn thấy mã này còn, hôm nay đặt lại cho em với nhá. Hôm nay thấy mã này còn đặt lại giúp em với, được chưa ạ? Đấy đẹp quá, hôm trước kêu hết, tại vì là em không thể nào tìm được, tại vì hàng kiểu nó cứ chồng chất lên nhau ấy. Hàng nó chồng chất lên nhau. Tiếp theo mẫu này các chị này. Vậy em mặc thử cho các bác xem luôn.
tặng phong da qua mẫu nhá. Đây các chị này. Tiếp theo con này của nó là da sần. Để chạm da sần lót lông. Các chị nhìn trên cái cổ lông có biết hàng xịn đúng không ạ? Nhìn cổ lông biết hàng xịn rồi. Chuẩn mã cho em với ạ. Mã này các chị comment là da gì nhỉ? Ôi da 005 á. 005 còn nhiều Nguyễn ơi. Xem mỗi chị con da. Hả? 005 thì còn không? Thôi nhá, trước khi bán em cũng xem xin phép khách hàng đã mua cách đây khoảng là 3-4 hôm. Đấy, các chị đã mua cách đây tầm khoảng 3-4 hôm ạ. Em xin phép là em sell mẫu này. Để chị ạ, xin phép là em sell mẫu này. Nó sẽ có 3 màu nhé các chị yêu nhá. Màu này của nó là màu be đậm các chị nhá. Đe đậm này, màu nâu với tông màu đen ạ. Da họa tiết của nó họa tiết chỉ à, họa tiết nổi cho em như này. Để chị ạ, da họa tiết cho em các chị này. Da lót lông. Mã này các chị comment là da 005 cộng số điện thoại ạ. Đấy, dáng này của nó là dáng bomber dáng ngắn. Bomber dáng ngắn này. Thôi ạ, hôm trước bán bao nhiêu thì em bỏ qua ấy siêu nha. Hôm trước bán bao nhiêu bỏ qua, ngày hôm nay ạ, kỷ niệm luôn các bác ạ. 300. Thôi ạ, 399.000 đồng đi. Tôi sửa giá cho em mới. Hôm nay tặng các chị luôn 399.000 đồng một áo. Em chấp nhận lỗ mã này luôn. Tiếp theo ạ, một mã này lỗ nữa. 399.000 đồng các chị lên đơn hàng và kẹp số điện thoại ạ. Mã này các chị comment là da 005 cách số điện thoại cho em ạ. Da 005 các chị yêu nhá. Mã này mã 005. Ôi này các chị này, lót lông bên trong ạ. Lót lông bên trong cho em chứ không phải là hàng mà không lót các chị nhá. Không phải là hàng không lót, các chị nhìn cho em ạ. Chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho em. Da này da 005. 3 size ML XL, nói chung là vẫn đủ size. Vẫn đủ size số. Đen các chị này, màu đen ạ. Màu gì ạ? Màu đen này, màu nâu với tông màu be các chị nhá. Đen nâu be và kèm số điện thoại cho em ạ. 3 size ML XL, các chị 40 cân đến tầm khoảng là 58 60 cân đổ về. 40 cân đến 58 60 cân đổ về, chỗ đo là em kỷ niệm các chị 399.000 đồng. Ok không ạ? 399.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em và kèm số điện thoại ạ. Em ơi cái mạng hôm nay nó kém quá các chị ạ. Ra 005. Để chị Ngô Phương ơi, chị comment lại cho em cái số điện thoại của chị với. Chị comment số điện thoại như thế là không bao giờ lên được đơn. Thực sự em không biết là chị comment cái số gì luôn ấy. Đấy, không biết là chị comment số gì luôn. Áo len đi chị, đợi chị tí em ơi. Mã này ra 005 cho em ạ, 52 cân vừa chị ơi. Từ khoảng là 40 cân đến tầm 58 cân đổ về chỗ đơn ạ. 40 cân nhất đến 58 cân đổ về chỗ đơn nào. Mã này các chị comment là ra 005 và kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá chị. Hay thế này đi chị ơi, đằng nào cũng thế, cho lỗ luôn thế đi. Như nào ngày mai nhá, chị nào mua con này cọc tiền em nói thẳng thắn luôn trên like như này nhá, để cho em đã bán giá gọi là lỗ sấp mặt rồi. Chị ơi sửa lại giá tiếp cho em lần nữa đi, cho em xin lượt chia sẻ với các chị. Máu đã máu là máu luôn đi đấy chưa. Ra 005 ạ, em tặng các chị luôn này 350.000 một cái. Giảm tiếp 50.000 luôn nữa. Để chị ạ, giảm tiếp 50.000 luôn nữa các chị này. Mã này ra 005 ạ. Em kỷ niệm luôn các chị ngày hôm nay 350 luôn. Ok chưa? Sửa luôn tiếp giá cho em với. Nào 350 ạ, chơi luôn nhá. Còn vài chục cái nữa các chị ơi. Còn vài chục cái ạ. Cho lên đường luôn mẫu này cho gọn mẫu này. Để chị ạ, cho lên đường luôn mẫu này cho gọn mẫu ạ. Ra 005 cho em ạ, 350.000 đồng. Em thề luôn ạ, chó được lại mã này. Để chị ạ, em không có được lại mã này luôn. Đấy. Các chị vẫn đang mua ngoài ạ, 650-700.000 một cái. 650-700.000 đồng mà em tặng các chị luôn ạ, 350. Chị Đào ơi, áo em mặc là mã đá 38 chị ạ, đá 38. Rồi ôi, mấy hôm nay cái mã này khách hàng chốt điên đảo luôn ý. Còn cái mã 005 này em cắt mẫu, đúng không chị Đào của Huyền? Lâu lắm chả thấy gì. Giận rồi. Chị Bùi Bích Thủy có, Thanh Tâm có, chị Cúc Vũ chốt đơn hàng. Các chị này, em tặng các chị luôn ạ, 350.000 các chị nhá. Ok chưa ạ? Rồi ôi, đang là 400 mấy? 408 đúng không? Xả luôn 350. Các chị thấy máu chiến đúng không ạ? Chị đang mua lẻ. Cái gì? Chị lại thu thì kêu là ui Loan ơi. Đấy, ối rồi ôi, lại ối rồi ôi các chị ạ. Ối rồi ôi luôn. Em xả rẻ quá. Thôi ạ, thông cảm. Em thực sự em lỗ sấp hết cả mặt rồi chị ơi. Được chưa, em lỗ sấp hết cả mặt rồi. Được chưa ạ, ra 005 cho em. Chị nào đã nhận được chất da này cho em xin một cái phản hồi với. Nhận được hàng này cho em xin một cái phản hồi với. Nhớ cho em là ngày mai chị Đào chốt áo này cọc tiền nhá. Tại vì em đã lỗ quá nhiều rồi chị ạ. Em đã lỗ quá nhiều rồi. Em hứa em đảm bảo luôn ạ. Mã này em không được các chị được 1.000 tiền lãi mà còn lỗ vốn. Đấy chị ạ, buôn này là buôn ngược luôn các chị ạ. Nhưng mà thôi cuối năm rồi.
cuối năm rồi ạ, còn gì em bán đấy, để chạ còn gì em xả đấy, xả nốt, coi như mã này những cái mã này em bán tặng khách hàng, để chạ coi như mã này em bán tặng khách hàng luôn ạ, 300 ạ. Ui rồi ôi, chị nào mà trước như được áo này đừng bong của em nhá, tại vì hôm nay em xả rẻ quá đúng không? Thì em trước khi bán em đã xin phép rồi, để chạ em đã xin phép rồi, các chị đừng bom hàng của em nữa, được chạ đừng bom hàng của em nếu như chưa nhận được hàng này mà hôm nay thấy em xả rẻ hơn nhá. Chị Kim Liên ạ, chị Linh Linh ạ, Nhật Tân ok chốt đơn hàng ạ, cho em xin lượt chia sẻ tiếp theo ạ, thả tim thả like cho em với. Thích áo da quá mà không vừa thôi, Trang Nhân Hùng chỉ đứng nhìn thôi chị ạ, lấy động lực giảm cân thôi. Chị Trịnh Bình ok, có bộ thể thao của em có. Đây các chị nhìn cho em màu nâu này. Màu nâu ạ, màu đen và tông màu be các chị nhá. Nâu đen be kèm số điện thoại, cho em xin cốc nước chị ơi. Mẹ, mẹ ơi. Ô, thế Huyền đứng đằng sau cứ tưởng bà nội. Da 005. Không, chị Đào ơi, áo da không có size của chị rồi. Áo da 005 là không có size của chị. Áo đá này có size của chị vừa này. Áo đá này mã đá 38 chị ạ. Đá 38 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, đá 38 180.000 ở các chị yêu nhá, mặc ở trong áo da này, áo vest này, áo dạ này cực kỳ là xinh luôn. Và bác body đằng sau từ từ em bán cho chị ơi, 52 cân có vừa nhá. Được chưa ạ? 52 cân thoải mái vừa cho em. Đấy chị ạ, em chốt đến 58 cân đổ về ạ. 5005 đẹp lắm ạ. À. Ôi chị ơi, giá này là em xả lỗ sắp hết cả mặt rồi. Nhân viên nó còn đang bảo là mày bị làm sao ấy Loan ơi, sao bán rẻ thế? Khách hàng còn chưa nhận được hàng mà hôm nay đã xả rồi. Nhưng mà thôi em cũng còn tầm khoảng là chưa đến 30 cái đâu. Hôm trước em nhập của nó gần 1.000 hàng. Gần 1.000 hàng nhưng bây giờ em còn lẻ tầm 30 chiếc. Bây giờ em tặng các chị luôn 350. Để chặn thị trường vẫn đang bán các chị 650. Đấy, được rẻ hơn một nửa tiền luôn. Em hứa luôn các chị nhá, những cái mã áo da này bên ngoại trường không có rẻ đâu, bên thị trường không có rẻ, em mặc thử màu be rồi chị ạ. Chị Yến Nguyễn có đơn hàng ạ. Đấy, thích áo 005 mà chưa được chốt, chị Hà quyết lên số điện thoại cho em với chị nhá. Lên số điện thoại cho em có ba màu như này ạ. Da 005 cho em màu nâu ạ. Da 005 cho em ạ, tông màu đen. Đó, và da 005 cho em ạ, tông màu be. Be của nó sẽ là be đậm. Đấy chị ạ, be nó sẽ là be đậm ạ. Form này là form nhỏ nhỏ cho em các chị yêu nhá, 40-58 cân. MLXL3 size ạ. Đẹp lắm luôn, em thề luôn các chị này. Cái chất da nó mềm mà sướng luôn ạ, họa tiết của nó cho em ạ. Họa tiết của nó cho em, các chị nhìn hàng này, da 005 ạ. Em hứa luôn mẫu này ạ, em tặng các chị nhá. Coi như mã này em bán chiên khách hàng luôn đi. Rồi áo đá tiếp rồi ok chị luôn ạ. Áo em mặc là đá 38 180 ạ. Đá 38 cho em 180.000 đồng ạ. Lưu ý cho em nhá. Những cái mã hàng em đã xả lỗ em đã nói trên live ấy. Chị yêu nào cọc tiền thì đi đơn ạ. Chị nào không cọc thì thông cảm cho em, thì em đã lỗ tiền cước rồi. Đấy, tại vì là hàng mùa đông nó rất là nặng luôn các chị nhá. Đấy, hàng mùa đông rất nặng luôn thì em đã đều phải là bù phí ship cho khách hàng rồi ạ. Đặng Ly có ạ, chị Hoánh Khánh Nguyệt Vũ có đơn hàng ạ. Có chị Thị Thu Huyền Phạm ơi. Áo đái mặc là đá 38. G13 chưa có về hàng chị ạ, G13 chưa về. Tiếp theo các chị này, đá này còn không hả chị ơi? Cái này là 85 đúng không? Đây các chị hỏi đá 85 này đúng không ạ? Rồi chị Đào Bảo Mai lên số điện thoại cho em mới, chị quên đỗ có đơn ạ. Chị Nguyễn Thủy rồi ok chốt đơn ạ. Thôi em không đọc tên nữa nhá, tại vì đọc tên nhỡ ngày mai mà hết hàng các chị lại mắng em chết. Xả rẻ quá, hôm nay nhiều chị đang gọi là ối rồi ơi, Lan ơi sao hôm nay em bán rẻ thế này. Tiếp theo mẫu này cho em ạ. Đấy chạ, tiếp theo mẫu này cho em ạ. Chị xem mẫu em. Cái gì đấy? Tiếp theo một mã nữa nhá. Mã này đây, mã đá 85 đúng không? Các chị đang hỏi mã đá này đúng không nhỉ? Đúng rồi, đá 85 đây. Đá 85 vẫn còn một ít này. Áo len đợi chị một tí em yêu ơi, đợi chị tí nhá. Len form nhỏ hay form to nào? Len form nhỏ hay form to em lên luôn. Bây giờ mới nhìn thấy comment đây. Đấy, comment này có lúc thì thấy, có lúc thì ẩn hết đá bóng kìa. Đấy, do chứng tỏ là nó do mạng đúng không? Do mạng là tối này có đá bóng nên là mạng nó nhiễu vậy. Đây ạ, đá 85 nè, em thề luôn là món này đá nó sáng lắm luôn các chị ạ. Em hứa luôn ý, chị nào nhận được áo này cũng gọi là phê tít luôn. Mặc áo khoác đằng sau tìm lên sau chị yêu ơi. Mã này các chị coi là đá 85 nhé chị yêu nhá, 180.000. Em Loan thề em không bán áo đá mà hàng xưởng. Đấy, tại vì là cái đá này các chị mặc nó rất là dễ bong đá. Mà áo đá mặc nó bong cho các chị một ít đá thì nó không, các chị đã không muốn mặc rồi. Các chị nhìn hàng này, chị sẽ đá 85 cho em 180.000 ạ. Đúng không ạ? 180.000 đồng ạ. 3 size MLXL. 3 size MLXL các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Đá toàn bộ nhà em ạ, đá ép nhiệt. Rồi ạ, mua hàng nhà em Loan đẹp chất, cảm ơn chị Thúy Nguyễn ạ. Chị nào đã mua hàng nhà em các chị cứ gọi là nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra hàng trước. Rồi hãng thanh toán là ok luôn.
Đấy, các chị nhìn cho em hàng này. Chị Hải Đỗ Phạm comment cho em ạ, xin mã hàng với chị ơi. Mã này các chị comment là đá 85 các chị nhá. Đá 85 ạ. Cộng số điện thoại ạ, đá chữ đi em, tí em lên sau chị yêu ơi. Lên quần bò đi à, quần bò để em một chút nhá. Mã đá 85 cho em 108 ạ, 3 size ML XL. Các chị cứ từ 40 cân đến 65 cân nhá. 40, 65 cân, 66 cân đổ về chốt đơn ạ. Ngọc Cảnh Trần có chị ơi. Mã này các chị cứ dưới 65, 66 cân đổ về các chị thoải mái. Tại vì là cái mẫu này các chị ơi, nó co dạng 4 chiều. Co dạng 4 chiều, cái phần thân của nó sẽ là cốt tông nhá. Phần thân cốt tông đính đá này. Đấy chứ ạ, cái phần tay của nó sẽ là gen của nó sẽ là gen kín. Gen của nó sẽ là gen kín ạ. Chị Huế Mai có ạ, đá 85 size M này. Chị Bùi Thị Thúy có đơn ạ, nỗi buồn sa mà có ạ, ra 005 nay xả của 350 em yêu ơi. Thế luôn bây giờ hỏi lại giá chị lại xót ruột luôn ấy. Lương Theo ạ, em cảm ơn chị yêu ạ. Chị Tuyết Lâm có đá 38 này, chị Trần Thanh có đơn ạ. Đơn lúc tối chưa gọi chốt hết đâu, hôm nay nhân viên vẫn đang tăng cao buổi tối chị ạ. Cố gắng là chốt hoàn thành trong vòng một ngày là chốt để dốc đơn ấy chị. Đá 38 giá sao cũng 180.000 chị Đào ơi. Đá 38 cũng bằng tiền. Đấy, con này là cổ tim cho em ạ, cổ tim cổ thấp cho em như này. Chị nào không thích cổ cao các chị mặc cho em sang cái mẫu cổ thấp như này ạ. Mẫu này cũng là 180.000. Áo nào cũng đẹp cũng muốn mua em. Cảm ơn chị Minh Ngô. Thế thì cái nào cũng làm một cái chị ơi. Mẫu nào cũng làm tiêm một cái cho em. Chị Dung Thái ok chốt hàng đá 85 ạ. Đá 85 kèm số điện thoại cho em ạ. 100 ạ. 80.000. Ok chị ạ, 180.000 ạ. Chị Đào Tuất có ạ. Chị Hùng Tuấn ok chốt đơn ạ. Đá 38 ok chị Hương Bùi ạ. Tú Mi chốt đơn hàng ạ. Đá 85 mà kèm số điện thoại cho em. Mẫu này bác nào mà hay mặc áo vest ấy. Đấy, để cái cổ phần đá trên và điểm nhấn các chị này. Điểm nhấn trên rất là xinh luôn ạ. Chị Cường Lành ạ, màu nâu 45 cân đá 00 à da 005. Ok, Trần Thu Hà chốt đơn hàng ạ. Áo em mặc là đá 85 chị nhá. Đá 85 đây ạ, chị Xuân Ly ơi. Em trả lời chị mấy lần rồi không biết là chị có nghe thấy không ạ. Áo da 00 áo da 005 thì em là 350. Chị Khánh Trinh ok chốt đơn ạ. Phùng Liễu có đơn hàng ạ. Mã hàng trên là đây là chị. Đá 598 có đá chữ. Rồi, Phùng Liễu có ạ, Tơ Lê ạ, Khánh Trinh chốt đơn nhá. Các chị cố gắng dồn đơn trên hai sản phẩm em đi đơn nhá. Cố gắng dồn đơn trên hai sản phẩm em đi đơn cho nó đỡ tiền ship, cho nó bỏ ship ấy. Các chị mua một áo đá mà phí ship 3.000 nó hơi phí. L, X, N. Sao lại có nguyên XL này? L, X, N, nhảy sai. Mã này đa số là có XL các chị này. Đây là đá chữ cho em ạ. Được chạm mỗi đá chữ ạ. Bookberry á, rồi ok. Chị xem hộ em xem là Burberry nhà mình xem là còn size như nào. S á? À, 4 cái size S, 1 cái size L, 1 cái size XL. Ok. Đấy, bây giờ chị nhắc lên cho em. Bây giờ là em giá thanh lý nhá. Phao búp em thanh lý. Thì ngày mai chị nào chuyển tiền, cọc tiền em đi đơn. Để chị ạ, cọc tiền đi đơn. Lên đồ bộ tí em lên đồ bộ sau. Chị phao da màu đen, chị Trần Sương có ạ. Chị Sen Nhân ok, chúc đơn hàng ạ. Đây này chị này. Hai con S, một con M. SM nó chung các chị tầm 52 cân đổ về, 40 cân, 52 cân đổ về chốt đơn. Màu be này, sao Burberry hôm nay em xả hàng các chị nhá. Bỏ còn một con S. Cho em xin lượt chia sẻ ạ. Em lên màu be trước ạ. Màu be em còn là hai con size S này và một con size M đúng không? 2S 1M. Các chị lên mã này cho em là phao xịn và kèm số điện thoại ạ. Đấy. Phao xịn và kèm số điện thoại cho em ạ. Phao xịn ngắn các chị nhá. Phao xịn ngắn cho em ạ. Hôm trước em vẫn đang là 1 triệu hay 1 triệu 1 đúng không? Nhưng mà ngày mai nhá. Ngày mai chị nào chuyển khoản em đi đơn tại vì mã này em thanh lý rồi. Thị trường vẫn đang các chị 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. Thị trường vẫn đang 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. Mã này size M trước các chị tầm 52, dưới 52 cân thôi nhá. 40 cân ạ, size S này. Cho đến tầm 48 cân các chị mặc size S ạ. Còn tầm 49, 50 cân đổ lên. Cứ tầm 51, 52 cân đổ về các chị mặc size M ạ. Các chị comment là phao xịn sò và cộng số điện thoại ạ. Em xả con này bao nhiêu tiền rồi? Em sell 900 nhá. Được chưa? Em sell 900.000. Cố cai được mấy bữa, hôm nay vò vào lại tái nghiện à? Rồi ok chị luôn. Đấy chị này. Nhớ cho em ạ. Nhanh tay mình có đơn, em còn hai cái size S. Được chưa? Màu B và một cái size S cho em ạ. Màu B cho em à, một cái size M màu B. Các chị comment là phao xịn sò màu B cộng số điện thoại cho em ạ. Nhanh tay mình có đơn, thị trường vẫn là 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. Ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 900.000. Ok chị ạ, 900.000 đồng một áo ạ. Comment ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Facebook của hàng loại 1 các chị nhá. Facebook Ori của hàng loại 1 luôn, các chị nhìn hàng cho em này. Xịn đét luôn ạ. Chuẩn mã hàng cho em là phao xịn sò ạ. Cộng số điện thoại cho em màu be. Đấy, phao xịn sò và cộng số điện thoại cho em ạ. Tông màu be các chị nhá. Phao xịn sò cho em màu be ạ. Em sell 900.
Em xả 900.000, em hứa luôn là mã này em không có lời lãi gì đâu ạ. Giá này là coi như là em bán về sang tay khách hàng mà còn lỗ, lỗ mấy chục nghìn. Đấy, em lỗ mấy chục nghìn đồng. Đi buôn như này là như thế này là chắc là nhanh giàu lắm đấy các bác ạ. Nhanh giàu lắm. Huê Thị Tống, ok. Ngày mai các chị nào đi chuyển khoản đi đơn các bác nhá. Chuyển khoản đi đơn ạ. Phao xịn cho em ạ, màu B này còn một chiếc. Và hai chiếc của size S các chị tầm 47-48 cân ạ. Màu đỏ em còn một cái size S, một cái size XL. Màu đỏ còn một cái size S, một cái size XL. Các chị chốt đơn con này là phao xịn sò màu đỏ ạ. Chị Công Thành, Công Thành á, Công Thành bao nhiêu cân? Phao xịn sò màu đỏ này XL thì các chị dưới 60 cân thôi. Đấy, form này là form nhỏ. XL dưới 60 cân ạ, XL từ 55 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. 55 cân đến 60 cân đổ về chốt đơn ạ. S các chị 48 cân đổ về nhá. Chị nào chốt màu đỏ các chị lên đơn ạ. L không còn chị ơi. Không còn size L màu đen đâu ạ, hết hàng rồi. Đấy, em xả 900, chuyển khoản đi đơn nhá. Các bác nhá, lưu ý cho em với. Phao xịn sò màu đỏ ạ, em còn 2 chiếc ạ. Em còn 2 chiếc phao xịn sò màu đỏ các chị này, bán cắt mẫu đấy ạ, bán rất mẫu luôn mẫu này ạ, 900.000. Đấy. Không phải là phao da chị ơi. Nó là phao Fukuri chị ơi. Thích màu đỏ mà không có size à? Chị nào vừa size này chốt luôn á. Em còn một cái size S và một cái XL. Một cái size S và một cái size XL luôn các chị này. Phao xịn sò ạ. Kèm số điện thoại cho em màu đỏ nhá. Đỏ còn S này. S các chị tầm 48 cân. Dưới 48 cân ạ. Màu đỏ size S còn một chiếc ạ. Đấy. Màu đỏ size XL em còn một chiếc từ 55 đến 60 cân. 55 cân đến 60 cân ạ. Hàng cao cấp các chị đây. Em sell 900 nhá. Hết chưa? Ở dưới này. Đây có một cái màu nâu này. Còn một cái màu nâu. Hai cái màu nâu này. Ba cái màu nâu. Size S hết à? À, một cái màu nâu size L này. Đấy. Size kia S à? Mấy con size S? Nâu em còn một cái size L ạ. Hai con L, hai con S. Hai cái size L, hai cái size S. Phong nhỏ nhá, size L cũng dưới 55 cân rồi. Size L từ khoảng là 50 cân đến 55 cân. Các chị mặc được size L. Đấy, tại vì áo phao mình nên mặc rộng rộng cho em một chút. Không, chị ơi lúc nào nhé em chốt đơn thì các chị chuyển khoản nhá. Còn bây giờ không chuyển khoản trước như thế chị ạ. Em không biết là chị lấy size gì. Đấy, không biết chị lấy size gì luôn ý. Mã này lên đơn hàng cho em là phao xịn sò màu nâu. Màu nâu em còn hai cái size S nhá. Các chị nâu ạ, S các chị cũng tầm 48 cân đổ về cho em. 48-49 cân ạ. Size L các chị tầm 55 cân đổ về chốt đơn. Size L tầm 55 cân đổ về ạ. Lên mã hàng kẹp số điện thoại ạ. Chị Thị Thu Huyền Phạm ạ. Lên số điện thoại, à quên, chuyển khoản luôn. Em tự ơn cho. Đây chị ơi, màu nâu cho em ạ. Sang dã man luôn các chị này. Cái màu nâu bên ngoài đẹp hơn trên live stream. Màu nâu bên ngoài đẹp hơn trên live stream đó. Các chị nhìn chất của nó này. Hàng nó xịn đó chị ạ, hàng xịn luôn. Áo ren lên mặc bên trong là 180.000. Áo này, áo màu nâu em xả các chị luôn 900 nhá các chị nhá, 900.000 ạ. 900. Đấy, chị nào chốt vừa con màu nâu này, nâu em còn hai cái size S và hai cái size L. Phao xịn sò cho em ạ, màu nâu và kèm số điện thoại ạ. B còn size S với size L, à size M chị ơi. Nâu size L cho chị Bích Hoàng này. Huyền ơi, chị bảo này, em ơi. Ghi luôn rồi chị cái, bây giờ chốt đơn luôn đi. Mũ tháo được, chị ơi, mũ tháo được này. Chị nào chốt đơn chuyển khoản luôn thì giữ đơn chốt đơn luôn này. Đây, B chị còn hai con S một con M. Đấy, chốt đơn chuyển khoản luôn em nhá. Đen không còn chị ơi, đen không còn. Chị chuyển khoản cọc cho em nhá. Đây ạ, no size L à. No size L cho chị Vân một cái này. Thanh lý lỗ em thề luôn đấy, không được lãi 1.000 các chị đâu. Chị ấy bảo là săn mãi mới được. Săn mãi mới được à, đấy, đợi đúng hôm nay sale lỗ vốn mới mua đúng không ạ? Trong lỗ vốn mua 63 cân ông vừa chị ạ. Gọi điện luôn. Gọi điện luôn, chốt đơn đúng hết. No size L chị Phạm Quỳnh Như này, chị ơi ghi tên này. 0962 956128. Chị công thân một cái nâu à, size gì chị? Huyền chốt đơn chị công thân kìa. Hỏi chị xem nâu size gì. Chị Trần Mây lấy màu be size gì chị ơi? Tài khoản đây ạ. Ghi rõ hộ em tên Facebook nha. Tên Facebook với số điện thoại luôn. Để em chốt đơn luôn chị ơi. Cho nó gọn ghẽ luôn chị ạ. Nào bây giờ bác nào thích áo phao hàng cao cấp em thanh lý nào. Đây nha, số tài khoản đây ạ. 105-875-875-868. Hoàng Thúy Loan Việt Tin Banh các bác nhá. Em cho nó gọn hàng luôn đấy ạ. Đấy.
đấy, em bảo rồi là tầm giờ này mà bán đắt hàng thì chỉ có bán lỗ vốn thôi các bác ạ. Một là bán hòa, hai là bán lỗ. Đây nhá, em ghim ở đâu nhỉ? Thấy chưa? À đây. Em ghim cái số tài khoản của em bên màn hình nhá. Đấy. 56 cân là 56 cân phải tùy chiều cao đấy. Tại vì là form này là form nhỏ, các chị mặc nó nói chung là phải hơi hơi có một cái độ rộng một chút thì nó mới đẹp. Rồi chị ơi, thế thì lấy phao dài đi, phao dài hàng cao cấp nhá. Đấy chưa? Phao dài hàng cao cấp, các chị nào chuyển khoản ấy, bây giờ các chị phải ghi rõ hộ em cái tên Facebook luôn. Đấy, và số điện thoại để em gọi luôn cho các chị luôn ạ. Quên cầm cái máy này xem hộ chị. Chị Đào cọc à, chị Đào chuyển khoản này em ơi. Chị Đào đó. Ờ. 1.070. Rồi 1.070. Đâu còn à, một cái màu vàng này. Một cái màu vàng. Form này tầm bao nhiêu cân này? Để mặc thử nhá. Còn một cái màu vàng. Nào, bây giờ phao dài xả hơi tiếc nhỉ. Phao dài hơi tiếc. B2, B10 sao giống nhau được? B2 nó là không mũ, còn B10 của nó là có mũ mà sao giống nhau được? Màu vàng các chị tầm khoảng là 50 cân đổ về thôi. Để chặn 50-51 cân, 45 cân đến 50-51 cân đổ về, các chị mặc cho em vừa cái màu vàng này. Màu vàng này của nó là màu vàng kiểu màu đang gì nhỉ? Màu kiểu cốm cốm ấy. Đấy, các chị comment là màu vàng kèm số điện thoại nhá, phao xịn vàng đi ạ. Phao xịn vàng cộng số điện thoại cho em ạ, 900. Đen không còn, chị ơi, đen không còn một cái nào đúng không ạ? Đen không còn một cái nào. Các chị comment là phao xịn vàng và kèm số điện thoại ạ. Em tìm cái gì đấy? Nâu size gì? Nâu size gì? Size L đây, tìm luôn đây. Để chị vân một cái đi. Chuyển khoản hết chị ơi, không cọc tiền mà chuyển khoản hết 100% ạ. Chuyển khoản hết 100% em đi đơn nhá. Em bảo rồi mà, tại vì là hàng này em thanh lý. Đấy, thanh lý mà lỗ vốn luôn chị ơi, giá thị trường vẫn là 1.5-1.6 mà chị. Hả? 900 nghìn chuyển khoản hết nhá. Đây các chị này, còn một chiếc màu vàng. Còn một chiếc màu vàng ạ, chị nào chốt đơn lên đơn à. Màu vàng còn đúng một cái nhá. Ok, chạm màu vàng em còn đúng một chiếc. Ngoài vàng ở ngoài sáng hơn trên line. Màu vàng bên ngoài đẹp hơn trên line, màu trên line đậm hơn đấy. Màu trên line bị đậm hơn bên ngoài. Thấy chưa? Đâu còn đúng một chiếc là chị nào đặt lên luôn này. Đấy, hết hàng rồi nhá. Hiện tại chính thức luôn là sao màu nâu. Có mấy chị đặt cọc tiền rồi đấy. Cho chị ngảnh luôn con màu vàng em ơi, Huyền ơi. Lấy chị ngảnh luôn con màu vàng luôn này. À chị ngảnh này. Con này cho chị ngảnh. Cho chị ngảnh luôn con màu vàng đi. Em lạy chị luôn. Ngày nào cũng mua. Ngày nào cũng mua, chị sắp sửa là hết hàng nhá, hết màu vàng rồi. Chị ngảnh đâu? Chị ngảnh đâu em đây nè. Hết hàng rồi. Cái này còn LXL đúng không? Ừ. LXL, Trần Mây chuyển khoản rồi á. Ôi điện thoại em đâu rồi? Huyền cầm rồi. Huyền ơi, chị Trần Mây là chuyển khoản rồi đấy. Trần Mây nhắn tin luôn vào page chị nhá. Nhắn tin luôn vào page cho em với. Các chị nhắn tin chuyển khoản ghi rõ số điện thoại luôn để em gọi nhá. Thân thì công. Chị công, thân công đấy. Công thân. Úi giời ơi, hot line kêu đâu. Alo. Bác nào thích phao dài đúng không ạ? Bác nào thích phao dài em sale nào. Đây tiếp theo mẫu này nhá, áo đá. Để cho áo đá mẫu này em chỉ còn size L và size XL thôi. Áo đá chữ này, áo đá chữ. Em tặng luôn khách hàng này 100 ạ. 59.000 ạ. Để chạm 159.000 đồng. Hàng ngày hôm trước vẫn đang là 175-185 các chị nhá. 175-185. Ngày hôm nay xả các chị luôn ạ, 159.000 đồng một áo. Tại vì hàng này em chịu không cộng lợi nhuận cao. Bây giờ giá sale các chị yêu nhá, giá sale luôn ạ. Em còn nguyên ạ, size LXL. Các chị từ khoảng là 50 52 cân đổ lên ạ. Màu vàng size S em hết chị Hà Bùi ơi. Sau giờ để em một tí ạ. Mắt này các chị comment cho em là chị công thân chuyển khoản rồi kìa. À, thôi nhá, chị chuyển khoản rồi, chị nhắn tin vào trong quét của em rồi. Chị lấy màu đỏ nhá, đỏ xe vàng hết rồi chị Mỹ ơi, vàng hết rồi. Mã này các chị comment là đá 598, đá 598 kèm số điện thoại cho em ạ. LXL 2 size em sale luôn các chị 159.000 ạ. 159.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. 159.000 đồng một áo. 159 ạ, đẹp quá các chị này. Được chưa ạ?
lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, 159.000. Có ai chốt con nâu này, còn hai con nâu ở Dung Đặng kìa. Chị thấy Dung Đặng không? Chị ghi hộ em với. Con nâu sẽ ép đi, 45 cân thì mà sẽ ép thôi. Đấy, điện thoại réo ầm ầm rồi, em biết ngay mà. Đá là đá 598 các chị nhá. Đá 598 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ, 159.000 ạ, 159.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Chị chạy lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 159 các chị này. Đẹp quá các chị ơi, thực sự luôn là sao này em đang cần tiền đấy, em mới xả thôi. Tại vì em đang chuẩn bị là ôm sang hàng hè rồi. Em đang chuẩn bị sang hết hàng hè rồi, chứ bây giờ em phải nhập từ bây giờ thì mới được rẻ ấy. Đấy, thì mới phục vụ được các chị, chứ bây giờ lúc nào bắt đầu nóng mới đi nhập hàng hè thì không có giá rẻ đâu. Em phải ôm từ bây giờ, đặt từ bây giờ bên Trung Quốc thì bây giờ mới có hàng giá rẻ các chị ạ. Chị Hằng Nguyễn có đá 598 ạ, size XL, mỗi em chỉ còn LXL các chị, 52 cân đến 65 cân, 52 cân đến 65 cân đổ về chút đơn hàng ạ. Đá 598 kèm số điện thoại ạ. Đấy, đá 598 và kèm số điện thoại ạ. Chị Loan, chị hết tiền mua áo rồi. Chị Loan mai mà kêu hết tiền thì ai còn tiền nữa chị. Rồi đá 598 159.000. Lúc này hôm trước còn không có về kịp luôn ý. Bộ 550 bộ gấu còn, chị Triệu To ơi. Đá 598 chị Nguyễn Ngọc luôn này. Các chị nhá, chuẩn mã luôn, lên luôn chỗ em rồi ạ. Đá 598 chị Nguyễn Xuyến ạ, có 3 áo này. Đá 598 xe 159.000 đồng các chị nhá. Ngày hôm nay bán các chị giá này là giá thập nguồn các chị ạ, giá thập nguồn rồi. Màu be 47 cân sẽ ép chị Hiên Phạm kìa. Ngọc Trang Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Lâm Ngọc có đơn ạ. Đá 598 Hồng Vân có ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ, 159.000 đồng một áo các chị nhá. 159 ạ. Đẹp quá này. Cái xem cái gì cũng muốn mua em ơi ạ. Tại vì thời điểm này là hàng đẹp mà giá rẻ nhất. Đấy. Chứ còn mà các chị đợi đến gần Tết mới mua ấy, không có hàng đẹp đâu. Người ta bán hết cái đẹp rồi ạ. Còn những cái gì còn sót lại thì mới gần Tết mới còn sót lại thôi, mới có thôi. Tầm giờ này là hàng đẹp và giá rẻ nhất luôn. Các chị cứ để ý mà xem. Gần Tết lại chẳng còn cái gì rồi. Chị Nguyễn Hoa có ạ. Chị Yến Nguyễn có đơn ạ. Đá 598 này. Chị Nguyễn Tắm có đơn hàng ạ. Đá 598 này. Áo da cổ lông đi Loan ở đây em tí. Áo da cổ lông em lên rồi mà chị. Em lên rồi mà. Các bác nhìn cho em này. 159.000 ạ. Em xin phép là vừa bán vừa xả. Đấy, vừa bán vừa xả luôn ạ. Đá 598 và cộng số điện thoại cho em ạ. 159.000 đồng một áo. LXL hay size đấy chị nhá. Tiếp theo em qua mẫu luôn ạ, chị Nguyễn Vẻ có đơn hàng ạ, đá 598 các chị này. Hôm nay chị nhận được bộ nhung rất xịn sò, em cảm ơn chị gái á. Nhận được hàng các bác mình cứ bắt hàng kiểm tra trước cho em cho nó thoải mái nhá. Được chưa? Thiếu hàng hay là vấn đề về chất lượng như nào các chị, khách hàng ạ, kể cả khách lạ, khách quen các chị hãy bóc hàng kiểm tra trước cho em. Lấy hàng phao lông vũ ngắn bán đi chị, loại hơn. Ôi giời, giờ này nhập phao làm gì chị? Giờ này nhập phao chỉ có đợi sang năm thôi chị ơi. Gần Tết rồi, em chuyển sang hàng hè rồi, bây giờ nhập phao thì chỉ có ế thôi. Đấy. Nhập phao bây giờ chỉ có ế thôi, em chuẩn bị sang hàng phong hè hết rồi. Bây giờ còn cái gì em bán xả thôi. Em bán từ lúc mà thời tiết nó có đang nóng em đã bán phao rồi. Bây giờ đến lúc rét em xả hàng. Đấy. Chị ơi, áo chị mặc bao nhiêu? 159.000 đồng nhá, Phùng Loan ơi. Đá 598, 159.000 đồng một áo. Lê Hiền ơi, bây giờ Lê Hiền chuyển khoản luôn thì còn hàng, còn hai chiếc đằng sau xe S đang treo kìa. Còn hai chiếc đằng sau xe S đang treo. Bên đây có một chị cọc 200, chị đang bảo chuyển tiếp 700.000 đấy. À, đấy là chị ấy, chị Trần Mây. Không phải chị Trần Mây đâu, Trần Mây lấy xe S nào ấy. Trần Mây của 200.000, 48 cân. 48 cân thì mặc xe S thôi. Ừ, xe S. Xe M có một chị cọc 200. Chưa thấy báo đâu. Chị bảo đang bảo chuyển tiếp 700.000. Có Trần Mây của thảo có đâu. Rồi, em qua mẫu nhá các chị nhá. Em qua mẫu luôn này. Đây, mẫu này nữa. Mẫu này thì đá không phải chê được câu nào. Cái chạm mẫu này thì đá không chê được câu nào luôn ạ. Đơn hôm qua thì em vẫn đang gọi mà chị. Vẫn đang tăng cường thêm cả tối, cả ngày cả tối để chốt đơn cho nó xong với chị ơi. Mẫu này các chị comment cho là đá 90 với chị nhá. Đá 90 và kèm số điện thoại ạ. MLXL3 size. Đấy, MLXL3 size các chị comment chuẩn mã cho là đá 90 ạ. Cách số điện thoại cho em. Đó, đá 90 và cách số điện thoại cho em ạ. Đợi em tí chị buôn thôi.
Mã đá 90 cho em ạ, 180.000 một áo ạ, ML XL 3 size. Gen nào cổ thấp hơn? Không chị còn em ơi, còn gen cổ thấp hơn, mỗi ngày các chị có là đá 90 nhá. Đợi sáng mai chắc là không còn chị ạ, giờ này đã hết rồi, các chị toàn chuyển khoản trước rồi chị ạ. Toàn chuyển khoản cọc tiền trước rồi thì xả lỗ một cái là các chị biết là giá bình thường là bao nhiêu tiền rồi mà bây giờ em sell một phát là hết luôn. Chẳng qua là em có muốn bán nốt hay không thôi, bán thì tiếc chị ạ, thề luôn là bán tiếc. Bán tiếc nhưng mà thôi ạ, bây giờ em coi như là em chị ân khách hàng, tại vì hôm trước em về của nó mấy trăm con, bây giờ nó còn lẻ rẻ ra vài cái thôi. Có được không em ơi, gì ơi. Mã này là đá 90 cho em ạ, ML XL 3 size nhá. 42 cân đến tầm 65 cân. Để chạ 42 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Các chị comment là chuẩn mã hàng cho là đá 90 ạ, cộng số điện thoại ạ. Đá 90 ạ, 180.000, các chị nhìn cho em đá này. Đẹp long lanh luôn, hàng đá Quảng Châu các chị nhá, đá Quảng Châu ạ. Đá pha màu xịn lắm luôn, bác nào chưa chốt được mã này hôm nay nhanh tay cho em nhá. Đá 90 kèm số điện thoại cho em ạ, các chị nhìn tem mác của nó luôn này. Để chạ xịn sò luôn nhá, chị Nguyễn Hoa ok chốt đơn ạ. Đá 90 kèm số điện thoại ạ. Đấy. Đá 90 và kèm số điện thoại cho em 180.000 ạ. Chị ạ, Nguyễn Hạnh chốt ạ, chị Phương Dương có đơn hàng ạ, 65 cân đổ về các chị thoải mái ạ. Chị Nguyễn Xoan có đơn hàng ạ. Rồi, đá 90 ạ. Số tài khoản bên dưới chị ơi, em đã ghi ở dưới màn hình ý. Đây các chị nha. Hàng cho em này, các chị lưu ý cho em ạ. Các chị nhá, tất cả áo đá nhà em nó đều có mã hàng hết ạ. Để chạm tất cả mã này nó đều có hàng hết cho em ạ. À quên, áo này nó đều có mã hàng. Đấy, đá 90. Rồi hôm nay nhận được hai mã đá 38 và 89 đẹp mê luôn, em cảm ơn chị. Nói chung là lần này chọn các chị toàn những cái đá nó đẹp sáng ngày luôn, nó không bị xỉn màu. Nó không bị xỉn màu đá. Đấy mặc trông nó rất là sang các chị này, đá pha màu cho em ạ. Tay này các chị yêu nhìn cho em ạ, đá đá tay cộc à. Đá tay cộc. Không biết là còn sót một ít nhưng mà không biết là chỗ nào không chỗ bêu bể của chị à, nhưng em chưa chốt đâu được hết đâu chị ạ. Vẫn đang gọi chốt nhá chị nhá. Phao xịn màu đỏ còn không ạ? Hiện tại màu đỏ em còn một cái nhưng mà không biết là size gì đằng sau, em treo đằng sau kìa. G13 mãi mà không thể có à. G13 em vẫn đang đợi về hàng mà chị. Đá 90 ok chị Dương Kiều nhá, mãi là đá 90 ạ. Lấy cho chị cái áo gió 54 em ơi. Gió 54 hôm nay về thêm đúng một lần một chuyến nữa. Chị Thanh Hương Bùi chốt đơn ạ. Các chị lưu ý nhá, những cái hàng phao em đã xả rồi thì không có hàng đổi ở đâu ạ. Các chị thông cảm giúp em với. Để chạm không có hàng đổi trả. Em đã báo luôn trên live rồi, chị nào cảm thấy ok thì chốt. Chị Luyến Nguyễn Thị có, chị Trịnh Thúy có đơn hàng đá 90 cho em 180.000 một áo các chị nhá, 180 ạ. 180.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là đá 90 cộng số điện thoại ạ. Cái phần thân của nó sẽ là co giãn như này, phần thân co giãn ạ. Phao xịn này xả 900. Đấy, phần thân nó co giãn như này cho em ạ. Đá 90 cho em màu đen này. Đá 90 màu đen ạ. 65 cân đổ về em chốt. 42 cân đổ lên đến 65 cân đổ về. Chị Tống Xuân có, chị Dương Kiều chốt đơn hàng ạ. Đủ size số luôn các chị nhá. Đủ size số các chị dưới 65-66 cân ạ. Không có đá màu trắng, áo đá màu trắng các chị ơi. Tại vì là áo đá đen thì các chị mặc nó mới nổi được cái đá. Màu trắng các chị mặc nó không bị nổi, không được nổi mấy. Có cái mẫu là màu da da ấy. Chị Hoa ơi, lấy hộ em lại cái mẫu 623 ấy. Cái đấy, cái mẫu đấy nó có màu da da, nó có cổ. Thế kìa, lấy lại cho em cái mẫu 623 ấy. Màu đen đến màu da đằng trước mặt chị đấy. Chị Hoa Nghiên ạ, à, hôm qua đã lên mà chả thấy gọi em à. Đơn hàng hôm qua nhưng em vẫn đang tăng ca thêm nhân viên buổi tối. Chị Khanh pha lên số điện thoại cho em mới chị ơi. Đây các chị này, nếu các chị thích màu đá sáng hơn các chị lấy cái loại gen này cho em. Lấy cái loại gen này cho em ạ, à. Lúc nãy chị nào chưa chốt được bây giờ comment lại cho em luôn nhá. Comment lại luôn cho em, các chị nhìn cho em hàng áo gen này. Mềm dã man luôn nè, à. Em bảo rồi thị trường các chị vẫn đang mua hơn 300. Chị chạm thị trường các chị vẫn đang mua hơn 300.000 một áo này các chị nhá. Em lên lại màu các chị xem luôn. Đấy các chị ngắm kỹ cho em áo đá 90 đây. Áo đá 90 và kèm số điện thoại cho em ạ, không ngắn quá, không dài quá các chị yêu nhá, không ngắn quá, không dài quá. Lên lại chuẩn mã cộng số điện thoại ạ. À. Em chào, em cảm ơn chị Hằng Phan nhá, chị Bích Hồng có ạ. À. Khanh Phan chốt đơn ạ. À. Comment đúng số điện thoại giúp em với. Có ngày mai lại không có đơn là các chị lại quay sang check là chốt đơn nhà em mãi mà không thấy gọi điện. Đấy, nhiều chị là comment sai số, thiếu số điện thoại ấy. Xong rồi gọi điện thì không nghe máy. Đây đá 90 này, còn nốt một ít thôi. Hôm nay nhà em về là chuyến cuối rồi các chị nhá. Hôm nay về chuyến cuối rồi ạ. Đây, cái mẫu này này. Các chị nhớ là trước em về đúng một lần em bị hết hàng đây này. Đây này, các chị này. Mẫu này hôm trước em về đúng một lần em hết hàng. Em chuyển khoản em ghi hộ chị cả cái tên Facebook và số điện thoại luôn nhá. Ở cái nội dung chuyển khoản ấy.
Thanh Y Hoan ok chốt đơn. Đây chị yêu nhá, mẫu em có cả màu màu kiểu màu nâu tây ấy, để chị màu nâu tây với tông màu đen hai màu cho em ạ. Hai màu như này. Các chị lên đơn hàng cho em là 623 cộng số điện thoại ạ. Theo hôm trước em còn có vài cái mà chị tranh nhau không có hàng. Mà hôm trước giá còn cao hơn chứ, đúng không? Hôm trước giá cao hơn. Hôm nay về được rẻ hơn một tí. Đây ạ. Ren nó mềm nhũn luôn, không bị nhậm một chút nào. Em mặc lại các chị xem mẫu này thì lúc nãy mạng nó kém. Hai lớp áo đá 65 cân có vừa. Mẫu này các chị cũng dưới 65 cân cho em này. 40 cân đến 65 cân nhé các chị nhé. Mẫu này các chị comment cho em là 623 cộng số điện thoại cho em ạ. Em đang có màu nâu, nâu này kiểu là màu da đậm ấy. Đấy, màu da đậm cho em các chị comment là màu be được. Màu be với lại màu nâu hai màu. À màu be, màu đen hai màu cho em ạ. 623 MLXL 3 size. Đấy chị ạ, MLXL 3 size cho em ạ. Em kỷ niệm các chị 180.000 ạ. Đấy chị ạ, 180.000 đồng một áo. Chị yêu nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Đấy chị ạ, chị yêu nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là 623 cách số điện thoại ạ. Đấy, 623 và cách số điện thoại cho em. Hôm trước em thề luôn em bị bão đơn mỗi ngày không có hàng. Không có hàng mà bán ý, gọi hàng không có, nửa tháng nay không có hàng. Hôm nay mới về được một chuyến. Mà chuyến này là xong là cũng cắt mẫu luôn. Các chị nhìn gen trên mẫu này, các chị mặc đi làm, đi chơi để ok cho em ạ. Nó sẽ có là 3 size MLXL. Các chị nhá, 623 màu này em cứ gọi là màu nâu nhá. Để chạm thực ra của nó là màu da nhưng mà da đậm ý, màu đẹp, nhìn trong màu nó tây. Đấy, phần dưới đính đá cho em ạ, phần cổ gen cho em này. Cổ gen này, cái phần giữa của nó cũng là gen lưới. Phần giữa của nó là gen lưới cho em, nó không bị phải là hở cổ như này các chị nhá, ren lưới cho em ạ. Mã hàng trên là 623. Loan ơi, chốt cho mình 623 nhỉ. Đấy, hôm trước mà chị nào trượt mã này, hôm nay comment nhanh tay cho em mẫu này 623. Cách số điện thoại cho em ạ. Đây màu đen đi ạ. Đen với màu nâu tây. Đó, đen với nâu tây cho các chị nhìn ren cho em ạ. Đã đời luôn ạ. 623 cộng số điện thoại ạ. Chị Thúy Minh có ạ, Liên Trần Bích có ạ, chị Nguyễn Bình chốt đơn hàng. Ôi mạng kém các chị nhìn được không rõ đúng không ạ? Bây giờ chắc là mạng ổn hơn rồi. Áo hai dây đen em mặc có bán 95.000 một áo hai dây chị nhá. Chị Tàm Lê có ạ, Phạm Lan Oanh ạ, Phạm Thị Én ạ, ok chị luôn ạ. Áo đá chị mặc trước áo này là mã bao nhiêu? Áo đá mặc trước mã này là đá 90 em ơi. Đá mặc trước mã này là đá 90. Nhàn Phạm nhá, chị Nguyễn Thơm chốt đá 623, chị Anh Hào có ạ, Thanh Nhã chốt đơn hàng ạ, màu nâu, em gọi là màu nâu màu đen nhá, hai màu đi. Đấy, màu nâu màu đen ạ, cái màu bên ngoài đẹp hơn màu trên lai, nó sẽ đậm hơn màu trên lai một chút, một tông màu ạ. Chị Quyên Bùi có đơn ạ, chị Thu Hoài có đơn ạ, đá 623 này. Hiền Bùi có, em thử màu đen nhá các chị nhá. Em thử màu bồ đen luôn ạ, gen này. Em thể luôn nhá, những cái hàng gen rẻ các chị mặc nó rất là dặm mình ngứa. Nhưng mà cái mẫu này các chị mình cứ thoải mái cho em ạ. Nếu như hàng gen nào mà mặc bị dặm mình ngứa em sẽ không về lần thứ hai đâu. Nhưng mà cái hàng này em phải đặt trước nửa tháng mới có. Hết hàng nửa tháng nay rồi, hôm nay mới về được hàng. Các chị này, mã 623 và cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi áo gen này mình có rồi, mặc đẹp lắm, mọi người mua đi kẻo hết. Toàn áo đá nhà Loan mình mua gần 30 áo rồi. Gần 30 áo rồi đúng không ạ? Mà vẫn thích mua. Tại vì là cái gen nó mềm, nó đẹp và thị trường em bảo rồi, các chị vẫn đang mua hơn 300.000 áo này. Vẫn đang mua hơn 300.000 ạ. Hàng này của nó là hàng em đặt trực tiếp ấy. Đấy thì đưa được các chị đến tay khách hàng nó rẻ hơn, các chị đi nhập buôn một số lượng ít. Đây cho các chị xem cái màu đen của nó luôn này. Màu đen đằng sau này sẽ có cái cúc cài các chị nhá. Đằng sau có cúc cài cho em ạ. Đá 623 màu đen ạ. Áo thay dây mà có cả trắng với đen chị ơi. Thì em cái áo hai dây này với nào? Áo hai dây là 95.000 nhá. Áo hai dây là 95.000 ạ. Ôi chị hỏi em cái mã trước mã 38 là mã nào? Em lên hàng bao nhiêu mã từ đầu đến giờ mà chị? Không ấy tí nữa xem lại like của em với luôn, em tắt like xem lại like của em với nhá. Đây mã này là đá 623, 623 180 ạ, màu đen. Các chị cứ làm cho em cả đôi đi. Bỏ qua màu nào tiếp bởi tại vì hai màu này đều xinh, khách hàng được trước toàn lấy cả đôi một. Đấy màu đen cho em này. 623 trên màu đen kèm số điện thoại. Cái phần tay của nó là gen một lớp, để chạm gen một lớp cho em. Co giãn các chị nhá, cái chất co giãn sướng các chị này. Đấy. Cái phần thân nó sẽ là hai lớp gen đấy các chị nhá. Gen hai lớp cho em. 623 cộng số điện thoại cho em ạ, 180.000 một áo. Đấy, đen với nâu các chị này, mặc màu nào lại cũng xinh. Mặc màu nào lại cũng xinh. Còn chị mặc không có bán em ơi. Áo hai dây là 95.000 ạ. Hai dây là 95.000, em có cả đen với trắng nhá các chị nào. Các chị cứ làm cho em một đôi nhá, một đen một trắng nhá. Kim Mio rồi ok chốt đơn 623, anh Phan có đơn hàng à? Áo hai dây các chị lấy kèm đơn nhá. Chị chưa mua áo nào nhà em à? Mình nhiều đỗ à? Lên số điện thoại chị ơi. Chị Nguyễn Hạnh chốt đơn hàng các chị này. Áo hai dây em đang mặc đây à? Em sẽ có cả màu đen màu trắng. Đen trắng ạ. Đấy áo hai dây cộng số điện thoại cho em màu đen và áo hai dây màu trắng. Các chị mẫu này là em toàn bán kèm đơn hàng thôi. Các chị nào có đơn hàng các chị lấy thêm áo hai dây nhá. Lấy thêm áo hai dây cho em ạ.
623. Áo em mặc là áo ren 623, còn chị nói áo dây là 95.000 một áo 2 dây ạ. 95.000 một áo 2 dây. Chị Vũ Tuyền có, chị Nguyễn Xoan, Nguyễn Hưởng có đơn ạ. Mẫu này thì cứ về tí nào hết tí đấy, tại vì dòng áo dây là dễ, rất là dễ mặc luôn các chị nhá. Áo dây rất là dễ mặc luôn các chị. Khách hàng em cứ lấy là kiểu cứ cho chị một đen một trắng. Áo này 40 cân mặc được mà chị. 40 cân mặc được, từ 40 cân đến 65 cân. Từ 40 cân đến 65 cân ạ, rất là dễ mặc luôn các chị nhá. Form là form vừa. Áo hay dây một đôi rồi ok chị luôn ạ. Các chị em bảo thật, các chị cứ làm cho em một cái màu đen, một cái màu trắng ấy. Xong rồi mình mặc áo nào thì mình phối hợp theo cái áo dây như thế. Đến các chị mặc cái áo màu bên ngoài màu trắng thì chị mặc áo hay dây màu đen bên trong, hoặc là áo dây đen ấy. Áo bên ngoài màu đen thì các chị mặc áo hay dây trắng. Đấy, thì lấy cho em một đôi màu đen một trắng thay đổi với chị nhá. Một đen một trắng mà thay đổi. Đấy, áo hay dây cho em ạ, kệ số điện thoại ạ. Áo em mặc là 623. 623 màu đen các chị này. 623 và cộng số điện thoại cho em. Mẫu này các bác nào mà mặc ở trong vest thì quá là tuyệt vời luôn. Mặc đi làm đi chơi là ok hết các chị nhá. Mặc đi làm đi chơi ok hết cho em ạ. Màu đen màu trắng. Nó không phải là màu trắng chị ạ. Cái mẫu này của nó kiểu là màu da đậm ấy. Để chạm màu da đậm cho em, cái lớp bên trong của nó này nó mềm lắm luôn, nó không bị dặn bị ngứa. Mặc nó không hề dặn bị ngứa một tí nào ạ. Chị Như Quỳnh có, chị Khuyên Bùi ạ, chị Ngô Liệu chốt đơn hàng ạ. 623 và cách số điện thoại cho em. 623 cách số điện thoại cho em ạ. À, con lâu trần chám ạ, xinh quá, xinh thế chị ạ. À, nâu trần chám ạ. Mày đấy, hết rồi em ơi. Hai dây là 95.000 nhé chị nhá. Chị Nguyễn Hòa, chị Hà Dương Dương có ạ. Sóc da nhung à, sóc da nhung năm nay em không nhập hàng chị ơi. Sóc da nhung hôm nay không nhập, chỉ có sóc da thôi ạ. Gen 623 ok chị Nguyễn Chuyên. Quần đang mặc em hết hàng chị ơi. Lên một mẫu chấm bi cho em ơi chị ơi. Chấm bi đằng sau đi chị. Đấy, lên một chấm bi luôn, lên nhiều áo đen. Có bây giờ lên chấm bi nhé chị nhá. Lên chấm bi luôn ạ, 623 này 180.000 chị ơi. 623 180 ạ, lên len đi ạ. Hôm nay các chị hỏi nhiều len nhờ. Rồi em lên len luôn phong nhỏ trước nhá. Lên phong nhỏ trước lên phong to. Chị mua áo đang mặc thơm là sao? Đây, các chị ơi, chị nào thích chấm bi các chị lấy mẫu này. Chấm bi còn mẫu này có số lượng đúng không? Ờ. Rồi ạ, mã đà 86 nhá chị nhá. Đá 86 kèm số điện thoại cho em ạ, chấm bi các chị này. Để chạm mẫu chấm bi cho em ạ, chấm bi. Của nó là ren lưới. Quần đợi em tí em lên. Đây các bác nha. Áo ren nhìn đẹp nhận áo xấu lắm. Em xin ngắt lời các chị một chút này. Từ từ nhá các chị nhá. Áo ren nhìn đẹp bạn nhận xấu lắm. Em bây giờ em giơ luôn áo này. Để cho em xin phép và em ghim cái bình luận của chị gì đây ạ? Chị gì đây? Đâu ấy nhở? Trôi nhanh thế. Đây, chị Bích Ngọc ạ. Em không biết là chị mua hàng của em bao giờ. Nhưng mà em xin dơ lên các chị này. Chị nào đã nhận được áo này rồi chị em rồi, cái mã 623. Cho em xin một cái feedback ạ. Tại vì em vừa đọc một comment là áo ren nhìn đẹp nhận áo xấu lắm. Đây ạ. Đây nhá các chị nhá, đang là 870 người xem trên một máy. Em hỏi khách hàng nào đã nhận được áo này nhà em rồi, cho em xin cái phản hồi. Đã thế em mặc lại lần nữa. Đấy, đã thế em mặc lại luôn lần nữa. Đấy chưa? Chị nào đã mua áo này rồi cho em xin một cái phản hồi ạ, xem gen của nó như nào. Và so với giá tiền của nó, giá thành của nó như nào ạ. Đây này chị Bích Ngọc này, không biết là chị đã mua hàng em hay chưa, hay như thế nào, vấn đề như nào ạ? Nào, chị ơi, chị cài lại hộ em phát. Chứ không phải tự dưng mà em về lần thứ 2, lần thứ 3 mà khách hàng vẫn mua. Đấy. Nào, các chị phản hồi em cái chị nào nhận được rồi ạ, cho em xin một cái feedback luôn mẫu này ạ. 623 ấy, cái mẫu này này, gen này này. Em ghi luôn cái bình luận của chị Bích Ngọc luôn nhá. Đấy chứ ạ, khách hàng vào phản hồi em phát. Hàng em đặt nửa tháng nay không có hàng. Rồi ơi, hàng người ta không có mà bán đấy chị ơi, Bích Ngọc ạ. Mà chị bảo áo ren nhìn đẹp nhận áo xấu lắm. Em thề luôn là không có hàng bán đấy chị. Thì chứ em không có hàng bán luôn ý. Eo ơi, sân si quá. Đây này, em hỏi thật khách hàng như thế luôn ạ. Màu các chị nhá, nhìn màu cho em ạ. Cho em xin feedback tiếp theo ạ.
áo nhà chị hàng đẹp mà chưa lần nào đặt mà thất vọng. Nhưng mà riêng có một cái này em thề luôn ạ, hàng em không có bán. Đấy chứ ạ, hàng em không có bán luôn ạ. Đợi bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng ạ. Khách hàng thực sự luôn ạ, khách sỉ còn đang bảo là em ơi để cho chị một ít để chị bán. Mà em đang bảo là em chốt cho khách lẻ đã. Tại vì lần trước em phải hủy đơn rất là nhiều chị, tại vì không có hàng. Em cho các chị đồng kiểm mà. Nếu mà chất gen mà nhận áo xấu lắm thì làm gì chị nhận hàng đúng không ạ? Chị Bích Ngọc ơi, chị nhận áo nào nhỉ? Em cho em xin một cái phản hồi với em xem có mua hàng với em hay không nào. Hay là gọi là comment dạo, comment chơi vậy. Hay thấy em bán được hàng của Sân Si hả chị? Hay chị thấy em bán được hàng mà Sân Si vậy? Như thế là xấu tính lắm đấy chị ơi. Nếu mà cùng bán hàng như em mà tự dưng chị vào chị Sân Si, chị nói một câu đấy là chị hơi bị xấu tính đấy. Đâu rồi? Chị phát biểu cho em thêm câu nữa đi chị. Chị phát biểu em thêm câu nữa đi. Sao comment được đúng một câu rồi chạy mất hút thế? Em mặc lại tiếp cái này 623 đây ạ. Em bảo rồi, gen nó mềm, nó có khô, nó có cứng mà nó có bị dặn một tí nào đâu. Mà chị bảo là gen xấu. Khách hàng em vẫn đang mua ầm ầm bên này. Hàng còn đang đặt trước và cọc tiền trước đấy chị ơi. Khách hàng em còn đang cọc tiền trước, khách sỉ cũng thế. Đang cọc tiền trước để đặt mã này để về bán thêm đấy chị này. Chứ không phải vì một câu nói của chị mà em không bán hàng được đâu chị ơi. Không phải vì một câu nói của chị á. Chị có lẽ là em cũng nghĩ là chị cũng bán hàng như em đúng không? Chị cũng bán hàng, chị thấy em bán được. Xong là comment nick thì nick ảo. Kiểu phá nhau ấy nhỉ? Kiểu phá nhau ấy. Thật sự luôn ấy, chị nào thích nói chơi mà thích chê hàng của em ấy, chơi hẳn nick thật đi. Lấy hẳn nick thật đi mà chê chị ạ, đừng chơi nick ảo thế, xấu tính lắm. Xấu tính lắm chị ạ. Rồi em bỏ ghi bình luận nhá. Cấm luôn khỏi cái trang đăng phát luôn. Như thế gọi là cho nó thoải mái. Cho thoải mái luôn. Xấu tính. Khách hàng người ta hàng nghìn người, người ta mua, người ta không kêu câu nào. Em không biết là chị có mua hàng em hay không. Nhưng mà em nhìn thấy quần nick của chị cực kỳ ảo luôn. Nick thì nick ảo. Đây chị ơi, màu đen sẽ em. Đây chị ơi, 900 cái chuyển khoản cho em nhé. Em đi đâu? Okay, em gửi luôn có tài khoản vào nét. Em gửi luôn địa chỉ cho em. Chị ơi, có lẽ là chắc là cũng bán hàng nhưng mà không bán được cái kiểu kiểu như thế chị. Tôi comment một câu xong mất hút luôn. Lại có thấy nói lại câu nào, nói đi nói lại câu nào luôn. Tại vì hàng em có cho đồng kiểm. Nếu như chất không đẹp trên line thì đã giả lại rồi. Chứ không bao giờ có chuyện mà đặt hàng xấu mà vẫn nhận hàng đúng không ạ? Xấu mà vẫn nhận hàng ấy là ngu ấy chị ơi. Nếu mà chất xấu như không trên line quảng cáo vẫn nhận hàng như thế là gọi người ta gọi là ngu ấy. Đấy. Chị gì nhỉ? Ngọc cái gì nhỉ? Bích Ngọc à? Nếu như hàng em mà bán chất lượng xấu như chị nói ý, thì không bao giờ em bán được nhiều như thế mà em về nhiều lần như thế này. Mà bây giờ em đặt hàng nửa tháng nay mới về hàng. Người ta không có hàng mà bán, buồn cười. Sân Si ạ, à, xấu tính. Mã này cho em ạ. À. Thôi giải vía mẫu này luôn. À không, mẫu này vừa về hàng. Cho em một mã giải vía luôn chị ơi. Đùa. Chị Hoa lấy cho em một mã nào đi. Mã nào cũng được kia kìa, cái mã của chị Bằng Vàng kìa. Cái con fashion đi kìa. Nghĩ sao mà nghìn người người ta mua và người ta vẫn gọi là vẫn mua tiếp. Để chị đã mua màu be bây giờ lại mua thêm màu đen. Mà mình chả biết là mua hàng của em bao giờ chưa mà vào tự dưng Sân Si thế. Lấy cho em phát nào. Mẫu này chị nào ngày mai kèm đơn nhá. Em mặc luôn các chị xem mẫu này này. Ngày mai chị yêu nào kèm đơn ạ. Em tặng các chị luôn ạ. FT3 lên cái mẫu đấy đây rồi ok. MLXL3 size ạ. Kèm đơn hàng luôn nhá. Chị chả cần xem hàng mở ra không ngờ đẹp đến vậy. Thôi chị ơi, nếu mà hàng nhà mình nói chung là chị người ta bảo rồi ạ. Có bán hàng có tâm, có đức thì mặc sức mà ăn đúng không chị? Chứ không phải tự dưng mà em có nhiều người xem ạ, nhiều người mua hàng như thế. Tại vì hàng ngày em nó chất lượng như nào thì khách hàng mới tự tìm đến đúng không ạ? Đây ạ, mà ngày mai chị nào có đơn hàng em tặng kèm các chị thêm một mẫu này này. Em tặng kèm các chị thêm một mẫu này các chị nhá. Ôi lý lịch mình đen quá hay sao, đặt hàng mãi chả được chốt à. Chị Nguyễn Phụ cho em xin số điện thoại với. Cho em xin số điện thoại với. Sao đây? Đây. Em tặng các chị cái này kèm đơn nhá.
được chưa? Báo cho em này, MLXL 3 size ạ. MLXL 3 size các chị nhá. Đây nhá. Chị nào chưa mua các chị thử mua cái áo đó 623 như em ấy. Em chỉ về đúng một lần này thôi, được về được đúng một chuyến. Bây giờ đặt hàng có đâu? Đặt hàng không có. Cái này các chị lên cho em là gì? Gì nhỉ? Các chị comment em là tặng kèm đơn. Đấy chưa? Tặng kèm đơn cộng số điện thoại ạ. 115.000 đồng. Ok chưa ạ? 115.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng chuẩn mã cộng số điện thoại ạ. Lên đơn chuẩn mã cộng số điện thoại. Còn thực sự luôn ấy các chị, chị có thể là chị ấy có mua, nhưng mà với cái áo 180 ạ, các chị mà chị đòi hỏi như kiểu là áo 1.800.000 thì em không phục vụ được. Đấy, mua áo 180 phải chất lượng, phải như hàng 1.800.000 em không phục vụ được các chị nhá. Chị gì nhỉ? Chị gì vừa comment ấy? Hả? Bích Ngọc đúng không? Không biết là còn như thế nào mới vừa ý. Cái này tặng kèm cho các chị luôn ạ, 115.000. Cái này các chị gọi là tặng kèm đơn ạ, tặng kèm đơn cộng số điện thoại. Đấy, tặng kèm đơn cộng số điện thoại cho em ạ, 115.000. 115.000, ngày mai chị nào có đơn hàng ạ, cho chị thêm một cái này mẫu kèm đơn các chị nhá. Còn bình thường em không bán lẻ một cái, không bán lẻ một cái này ạ, tặng kèm đơn ạ, MLXL 3 size ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Các chị nhìn xem cái hàng này các chị biết chất lượng của nó như nào đúng không ạ? Hàng hai lớp của em ạ, chứ không phải một lớp các chị nhá. Đã kèm đơn các chị phải tặng các chị luôn ạ, cái hàng đẹp. Bình thường em vẫn đang bán là 165.000, ngày hôm nay tặng các chị luôn 115.000 ạ. Đấy chứ ạ, 115.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Ui giời, mày ở đâu vậy ạ? À? Em ở Tuyên Quang chị ạ. À? Em ở Tuyên Quang chị ạ. À? Rồi ạ, 115.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã cho em là tặng kèm đơn nhé. Ngày mai chị nào mà có đơn hàng thì các chị bảo những viên nhà em là cho chị thêm một cái mã tặng kèm đơn. 115.000 một áo, các chị gồm dưới 65 cân đổ về ạ. 115.000 ạ. Rồi ạ, tặng kèm đơn nhá. 115.000 một áo các chị này, 115.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi đặt mãi có thấy gọi à. Chị ơi đừng kéo băng kính nữa. Thấy số điện thoại mình chưa à? Chị Nguyễn Vũ á? Em chưa chị ơi, chị lên lại số điện thoại đi, ngày mai nhân viên em thử xem là có gọi cho chị không nhá. Tại vì là nhiều comment các chị comment sai số ấy. Rồi ạ, kèm đơn hàng cho em 115.000 một áo các chị này, 115.000 đồng ạ. 623 màu be một cái, thêm một cái tặng kèm đơn 115.000 đồng. Em xin phép là em chiên các hàng một mẫu này nữa. Để chạm 115.000 đồng một áo ạ. Lên mẫu hàng kèm số điện thoại ạ. Có màu trơn 3 phân không ạ? Trơn 3 phân. Nó sẽ có một cái hàng HG, mà hàng HG hiện tại em chưa về cả. Đặt thêm. Đấy, tặng kèm đơn ạ, MLXL 3 size các chị nhá. MLXL 3 size ạ. Lên ạ, mã hàng kèm số điện thoại cho em. Cái phần giữa của nó, phần cái phần này nó sẽ là gen của nó, đính đá. Để chạm gen lưới đính đá, tặng kèm đơn 115.000 một áo. Tiếp theo lên các chị chấm bi đi. 115.000 đồng mẫu này chị ơi, bán tặng các chị nốt cho nó gọn. Rồi, đặt mà chấm bi mấy lần không được chốt, hôm nay đặt lại cho em chị ơi. Hôm nay đặt lại cho em với các chị nhìn cho em hàng này. Nó có phải là cái hàng một lớp và một size, cái hàng free size, hàng rẻ đâu các chị. Đấy chứ ạ, toàn bộ là hàng Quảng Châu cho em. Các chị nhìn tem mác nha. Đấy chứ ạ, MLXL 3 size ạ. MLXL 3 size ạ. Lên mã hàng kẹp số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo mẫu này các chị comment cho em là đá 86. Đá 86 ạ. Áo này bao tiền chị Hoa ơi? 169.000. Đá 86 mẫu chấm bi này. Đá 86 ạ, MLXL 3 size. Ok chạm MLXL 3 size ạ, lên cho em ạ, mã hàng kèm số điện thoại ạ. 169.000 các chị nhá. Để chạm 169.000 đồng mã chấm bi như này. 169.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Mã này các chị có mày là đá 86 là màu chấm bi, 3 size MLX các chị nhá, 40 cân đến 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Đá 86 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Em ở Tuyên Quang, Hàm Yên chị ơi. Hàm Yên Tuyên Quang ạ. Ôi giời ơi, lên hàng khác đi em, để chị cần săn xeo rồi đi ngủ. Đâu thế nào? Gió 54 đây, gió 54 hôm nay về được ít. Bác nào đang hóng kéo gió 54 không ạ? Gió 54 đi Loan ơi này. Rồi, đá 86 nhá. Nhân viên đang chốt đơn chị ơi, các bạn ơi. Nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ khách không nghe thấy, đang chốt đơn.
chị Nguyễn Tuyết có đá 86 ạ. Các chị nhá, đá 86 là chấm bi. Chấm bi cái phần tay của nó sẽ là một lớp ạ. Tay một lớp và cái phần thân là hai lớp các chị nhá. Như này các chị mặc nó không bị hở. Đấy, mặc nó không bị hở luôn. Các chị comment cho là đá 86 kèm số điện thoại ạ. Tối chốt áo gió mà không thấy gọi à. Ở đơn hàng tối qua nhà em chưa chốt xong đâu chị ạ. Vẫn đang gọi chốt đơn. Vẫn đang gọi chốt đơn ạ. Nếu mà chưa thấy gọi thì chị lên lại số điện thoại cho em lần nữa nhá. Tôi chắc chắn ạ. Google thể thao để em một chút chị ơi. Các chị này, đá 86 và cộng số điện thoại cho em. Gió 56 em còn. Gió 56 còn, bây giờ lên gió 54 luôn ạ. Gió 54 có đủ size không Huyền ơi? Không đủ lắm đâu. Nói chung là ngày mai các chị xem mà còn phao nào vừa các chị lấy nhá. Gió 54 cho em ạ. Ngày hôm nay kỷ niệm các chị này. Nghe nghe đi, chị chờ lâu quá. Em ơi, gió 54 bao nhiêu ngày hôm nay. Hôm nay nó về công ty gọi là vượt sale. Em vượt sale một chút. Em vượt các chị được một tí thôi. Các chị lên đơn hàng khi là gió 54 cộng số điện thoại ạ. Để chạm gió 54 và cộng số điện thoại cho em. Áo đang mặc là đá 86. Đây, gió 54 đây ạ. Đợi từ đầu lai giờ phải không ạ? Chắc là vẫn đủ size MLX đấy nhỉ? Đủ. Điện thoại của chị đâu? Mang đây xem nào. Đợi để ý điện thoại sang là xe nhá. Bây giờ thôi. Đấy, rút hết nhỉ? Còn đúng một cái. Còn đúng một cái dã man. Tay hàng chuyển khoản hết rồi. Khoác lông đi em à. Nào tí nữa chị nào thích áo Hàm Yên bán luôn cả cam nữa đi. Ui dồi ôi, chị em không có thời gian đâu. Thực ra là đất của em, đất chỗ em ở là đất cam thật đấy. Hàm Yên đất cam sành đấy, nhưng em không có thời gian em bán. Nguyên quần áo như này là đã mệt mỏi lắm rồi chị ơi. Không có thời gian. Trời ơi, cam mà sao ship được, chỉ gửi xe thôi. Cam mà ship vào tận miền trong mà bằng mấy ngày nó hỏng mất chị ơi. Nó nóng nó hỏng mất, chỉ có gửi xe thôi. Gửi ô tô thôi. Cam sành thì các chị ơi, cam sành Hàm Yên thì nổi tiếng rồi. Rồi chị nhận được áo khoác len rồi, em cảm ơn chị nhá, Tôn Tuấn ạ. Rồi gió 54 ngày hôm nay em, các chị ơi, ngày hôm nay tri ân các chị nhá. Nhưng mà nó vẫn đủ size đấy. Em tặng các chị luôn ạ. 230.000. Chị nào nhanh tay mình có đơn ạ. Ừ, gió 54 hôm nay sale các chị 230 nhá. Chị nào nhanh tay mình có đơn hàng ạ. Màu xanh này các chị này, màu đỏ này. Màu vàng cho em ạ. Màu hồng các chị này. Và tông màu cam. Các chị comment là gió 54 ạ. Cộng số điện thoại chị nào mới nhanh tay mình còn có size vừa. Tại vì mẫu này em vượt sale được có mấy chục cái thôi. Vượt sale chỉ còn vài chục cái. Các chị giá 230.000 đồng một áo hàng lót lông. Hàng lót lông các chị không nhá. Mã này hết từ lâu rồi đây này. Nhưng bây giờ nó còn sót một tí nữa. Nó còn sót một tí nữa. 65-66 cân ạ. 65-66 cân các chị thoải mái cho em ạ. 67 cân các chị mặc được tùy chiều cao nhá. Các chị từ 40 cân đổ lên ạ. 40 cân đổ lên 65-66-67 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. À nhà chị Tết Đạo có người biếu cam sành Hàm Yên ăn ngon lắm. Nói chung là nó nói chung là cái cam sành nó của quê em nó là thương hiệu rồi chị à. Nó nổi tiếng rồi. Tại vì là nó do kiểu là vùng đất ấy chị ạ. Đấy. Nhưng ví dụ như là cái cây cam sành ở Hàm Yên mà nó trồng ở nơi khác nó lại không ngon. Nó do cái đất nữa. Đấy, cái vị trí mà kiểu đất trồng nữa cũng là một phần đấy ạ. Hay là em lại chuyển sang buôn cả cam ấy nhỉ? À, hay là em lại buôn sang cả cam nhỉ? Nhưng mà bây giờ nếu mà gửi cam thì chỉ có gửi xe khách, xe ô tô thôi. Chứ còn mà gửi qua đường chuyển phát thì sợ nó hỏng mất. Tại vì là cam nếu mà những cái cam mà để ở trong cái thùng kín thì sợ nó hỏng nhỉ? Bây giờ chỉ có gửi qua xe khách thôi, xe ô tô thôi. Em hiểu, tham quá thì lại mệt lắm. Tham quá lại mệt. Đây các chị này. Màu vàng cho em ạ, MLX L3 size. Các chị ngày mai các chị chọn màu ạ. Bên trong lót lông kiều ạ. Bên trong lót lông kiều nữ tháo rời được cho em. Các chị nhá, gió 54 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. 230.000 một áo. 230.000 ạ. Tặng kèm đơn đó em. Đây các chị này, lót lông kiều bên trong em không bán đồ nam nhé. Chỉ bán nguyên đồ nữ thôi ạ. Đấy, 64-65 cân các chị thoải mái cho em ạ. 65-66 cân ạ. Nó cũng giống gió 56 chị ạ. Nhưng mã này là mã ra đầu tiên. Mã ra đầu tiên mà hàng công ty cắt mẫu rồi. Hàng này em vừa được có vài chục cái thôi. Vừa được có vài chục cái các chị nhá. Màu vàng cho em nó khác gió 56 một chút. Là cái gió 56 nó có họa tiết là cái viền viền. Nhưng cái gió 54 nó không có viền. Nó chỉ có một tí cái theo chữ ấy thôi. Nó đơn giản hơn một chút. Đấy, gió 54 ạ, màu hồng này. Mỗi màu còn tí. Ta
lại chụp ảnh vào chị Công Tân ơi, dạy chụp ảnh vào. Đây các chị nhìn cho em màu hồng này. Màu hồng cho em ạ, gió 54 ạ. Màu cam của gió 54 ạ. Màu cam của gió 54 các chị ơi, màu cam của gió 54. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Em mặc màu khác đi nhá. Màu xanh này này các chị này, màu xanh bên ngoài đậm hơn trên la một chút. Đấy, xanh bên ngoài đậm hơn trên la một chút ạ. Không có đồ nam, tụi em không có đồ nam nhá. Đấy, toàn bộ của là hàng công ty. Hàng công ty ạ, bôn cam bán Tết gửi xe khách. Ừ, em gửi xe khách á. Để em xem đã. Hôm nào lên tận vườn cam em live stream cho các chị xem. Ôi rồi đến vườn cam thì nói chung là không muốn về luôn ấy. Nhìn cái chùm cam nó cứ sai chĩu đi. Cam nó mọng. Kiểu là cái cam của Hàm Yên, cam sành Hàm Yên nó có thương hiệu rồi chị ạ. À, nổi tiếng rồi. Giờ chị Trâm Đặng có, chị Nguyễn Bình chốt đơn ạ. Nguyễn Nữ ok chốt đơn hàng ạ. Gió 54 kèm số điện thoại nhá. Hôm nào lên vườn cam live stream cho các bác ạ nhá. Ok chị ạ, bác nào mà ở chỗ nào mà thiện thiện xe thì các chị thích thì em gửi các chị vài yến. Đấy, những cái cam mà không phun thuốc sâu nhá, để thoải mái luôn cả tháng nhỉ. Đấy chứ cam, nếu mà những cái cam mà các chị mua phải cái cam mà nó phun thuốc sâu nhiều ấy. Đấy thì về nó chỉ khoảng tầm khoảng là mấy ngày là bị thối thôi, tầm khoảng 5 đến 10 ngày là bị thối. Nhưng mà cái cam mà không phun thuốc bảo quản nhiều ấy, không phun thuốc sâu mà cam kiểu là tự nhiên ấy thì để thoải mái nó chỉ có héo cái vỏ thôi chứ không bị thối. 40, gió 54 40 cân được bạc hơi rộng chị ạ. Phải tầm 42-43 cân nhá. 42-43 cân cho đến tầm khoảng 65-66 cân đối với các chị chốt đơn ạ. Chị Hà Lâm ạ. Áo đen lúc nãy mặc bao nhiêu đấy xong? Đá đen nào nhỉ? Có nhiều mẫu đá đen mà chị. Tuyết Phạm ok, Trần Nguyệt, chị Nguyễn Xuyến có đơn ạ. Gió 54 ạ. Các chị cứ chọn màu ạ, chọn size vừa cho em ạ. Mũ các chị không thích các chị tháo ra được cho em các chị nhá. Tháo ra được ạ. Gió 54 kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo qua mẫu này. Nào bác nào bây giờ thích săn sale hàng phao dáng dài cao cấp nào. Nhưng mà em sẽ tua nhanh các chị nhá, em tua nhanh luôn ạ. Tầm này chắc là mấy giờ nhỉ? 10 giờ hơn à? Các chị đang bảo lên len đi kìa. À, việc chị gửi được thoải mái. Nói chung là miền Bắc thì đầy xe, chỉ có miền Nam là không có xe thôi. Chỉ có miền Nam là không có xe. Đấy, cho em gửi vào trong Phan Thiết thì toàn gửi xe container ấy. Gửi cho kiểu là trong Phan Thiết, nhà em có anh em có người nhà đấy, Tết nào cũng gửi vào toàn gửi xe container hai ngày đến nơi nhỉ. Bên nhỉ. Quên rồi ơi. Gửi xe công là và trong Phan Thiết là mỗi khi mình gửi là hai ngày đến nơi nhỉ. Bên Nhật áo giò ngắn rồi, thích lắm, mai chốt cho mình áo đá 89 hôm qua nhé. Ồ ok chị ơi, chị cho em số điện thoại nhá. Chị Tú Công Kiêu ạ, Dương Nguyễn có, Phạm Nhị có ạ. Lên khoác đi à, các chị thích khoác gì nào? Cái chị Hoa ơi, cái áo gió, áo khoác ấy, khoác lên ở trên kệ ấy, cái lộc nốt ấy, xem còn màu gì đâu đây của em với. Áo chấm bi mà có, đá 86 chị ơi, đá 86 đây, 169.000 chị ơi, 169.000 đồng một áo. Đấy, đúng rồi trên đấy. Khoác xem còn màu gì của em với. Áo này là 169.000 ạ. Nói chung là gió 54 nam cũng mặc được chị ạ. Nam mặc được, nam mặc xem cái màu xanh hoặc màu vàng ấy. Đấy. Chiên này còn này, chiên này còn này, chiên đủ bầu này. Đâu? Đây là có số lượng này. Đây lộc 1 đây, lộc 1 còn ít đâu. Đây mã lộc 1 còn vài cái đấy chị này. Lộc 1 thêm khoác len nhé các chị nhá. Lấy cả áo len cho em nữa nào. Áo len form nhỏ form to có hết. Áo hai dây loan mà có chị ơi, 95.000. Có cả đen với trắng. Mỗi màu còn 2 chiếc, 3 chiếc. Các chị comment là mã này lộc 1 cho em ạ. Lộc 1 kèm số điện thoại ạ. Lộc 1 có kèm số điện thoại cho em này. Mỗi mùa còn 2-3 chiếc các bác nhá. 350.000 một áo. Được chưa? 350.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng xem mà lộc 1 ạ, kèm số điện thoại ạ. Cái này còn đến chục cái không chị? Không đến đâu nhỉ? Em thấy còn tí thế ạ. Mãi lộc 1 cho em này, khoác len. Dưới 65 cân em chốt đơn nhá. Đá 85 còn, chị Tiên Thủy ơi, chị comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại là đá 85 với số điện thoại cho em. Rồi áo á, áo đá bi, áo gió 54 chị nhìn đẹp lắm, cảm ơn chị nhá. Bán áo kéo đang mặc không em ạ? Có mà chị, em có lên mẫu là em bán mà.
Không, dài để em một chút, số 54 có đỏ. Chị ơi, em vừa dô tất cả các màu ấy đi chị. Chị Mộc Miên ok chốt đơn ạ. Lên bộ nhung đi em ạ, bộ nhung còn ít. Gửi cán về Ninh Giang, Hải Dương có xe không? Có chị ơi, Hải Dương có xe. Có xe Thuận Thực đúng không? Thuận Thực Hải Dương đúng không nhỉ? Thuận Thực Hải Dương có. Áo bi em mặc là đá 86 chị ơi. Đá em mặc là đá 86 bên trong. Còn áo khoác này các chị mày lục 1 nhá. Em mặc màu vàng các chị này. Màu vàng này. Tông màu thứ 2 là tông màu B này. Tông màu thứ 3 là tông màu đỏ ạ. Đấy chạy. Tông màu 4 là tông màu nâu hết đen này chị ơi. Con này hết đen à? Hết đen nhá các chị nhá. Lục 1 là 350. Hàng của nó không chút em vẫn đá là 520 thôi nhá. 520 được sạc các chị 350.000. Còn tầm 10 cái các màu. Đấy chạy. Còn tầm 10 cái các màu ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em lục một màu nâu này. Chị Hương Thảo cho em xin lại số điện thoại ấy chị. Đấy, lục một cho em các chị nhìn cho em một con khoác này. Sắc nét tuyệt đối luôn. Đấy, 350 ạ, 350. 350 một áo. Đấy, mỗi màu còn 2 chiếc, 3 chiếc thôi. Cùng chị nào, cái nào nhiều thì còn 3 cái nhá. Còn cái nào ít thì cầm còn 2 chiếc thôi. Em màu nâu cho em ạ, màu nâu ạ, lục một màu beo. Ok, chị Nguyễn Thu Ngân này, chị Hương Nguyễn có ạ. Khoác 02. Khoác 02 là mẫu nào nhỉ? Gió 54 á? Gió 54 vẫn có các màu như mọi khi thôi em ơi. Nhưng mà nó còn ít thôi. Nó còn ít. Đây màu đỏ cho em này. Đỏ là kiểu đỏ đỏ cam các chị nhắc. Đỏ cam đấy ạ. Đỏ cam. Các chị treo toàn bộ hàng loại 1. Đấy. Toàn bộ hàng loại 1 luôn. Chị ơi con này 350 nốt này. Đấy 350. Cái màu vàng bên ngoài của nó đẹp hơn trên line. Nhưng màu đậm hơn trên line. Màu đậm hơn trên line ạ. À khoác áo bên trong người 70 cân không vừa nhé. Em chốt được các chị 65 cân ạ. À nhận được áo lộ 1 lúc giá 480k mà đẹp mà rất sang. Hôm nay em tặng các chị 350 chị ạ. Hôm nay em xả 350. Cái này là hôm em sale từ hôm đầu tháng mùng 1 ý. Là em bán rồi. Bây giờ cũng còn có hai mỗi màu còn 2 chiếc 3 chiếc thôi ạ. Em tặng các chị có 350.000 ạ. Đẹp với sang đúng không chị? Đây các chị này, chất len của nó toàn bộ nó là khoác len ép. Để chạy hàng cao cấp các chị nhìn chất len cho em này. Lộc 1 cộng số điện thoại ạ. Màu be còn hàng chị ơi, đây màu be đây. Nó dày, nó đanh chất như này mà các chị ơi. Lộc 1 350.000 ạ, kèm số điện thoại ạ. Ok chị Nguyễn Thu Hà nhá, chị Yên Nguyễn ạ, tắc ca ca kia. Nói chung là mỗi thứ đó em còn sót một tí thôi. Phương Anh Nguyễn ok. Mã hàng cho là lộc 1 cộng số điện thoại, các chị chọn màu nhé chị nhá. Chọn màu giúp em với ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt. Đây chị ơi bóc cái này ra, hết hàng này. Cái này hết hàng. Lộc 1 ạ. Ôi chị nhận được hai khoác len rồi, bữa chị mua 480 luôn nè mà đẹp lắm. Hôm nay xả 350 đừng mắng em chị nhá. Tại vì em còn có vài cái thôi. Em còn vài cái em tặng nước các chị 350.000 ạ. Nhân viên chốt đơn rồi sóc nhé. Ok chị luôn. Rồi em lên áo len ép của hàng cay cay chị nhá. Để chạy hôm nay sale các chị nốt ạ. Hôm nay sale các chị áo len ép. Áo nó mặc bên trong áo đá còn đá 86 là 169.000 ạ, 169.000 ạ. Kẹp số điện thoại, mẫu này còn nhiều không chị nhỉ? Đây. Đây mẫu này. Mẫu này các chị comment là mã tri ân ạ. Đấy, tri ân và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, mẫu này là mới về thêm, nhưng mà cũng còn có vài cái thôi, cũng còn có vài cái ạ. Mã này mã tri ân này. Màu nâu của cái mã lộc 1 em còn đúng một cái thôi. Chị ơi đừng comment là khoác len màu vàng nhá. Các chị ơi cái mẫu khoác len em vừa mặc xong là mã lộc 1. Còn mã này là mã tri ân cho em. Tri ân cho em mà cộng số điện thoại các chị chốt đơn ạ. Đây này cái mẫu này trước cũng hơn 500.000 giá. Gọi là 500 mấy đúng không? 580 mẫu này này. Bây giờ sạc các chị luôn cũng 350 đúng không chị ơi? Phải 350 không? 350 nhá chị nhá. 350. Em đang mặc màu nâu tây. Đấy màu nâu tây các bác ơi, dưới 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị có vẻ là tri ân kèm theo màu số điện thoại. Đấy tri ân và kèm theo màu số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng ạ. Toàn bộ hàng loại 1 luôn, khoác len ép các chị nhá, màu đỏ này. Đấy tri ân cho em màu đỏ này. Tri ân cho em ạ, tông màu be ạ. Đấy và tri ân cho em tông màu đen. Tri ân cho em tông màu đen ạ. Mỗi màu vẫn còn lẻ một vài chiếc, em sale các chị nốt là 350.000 ạ. 350.000 đồng một áo các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó hàng loại 1 luôn các chị nhá, toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ, 350. Hàng rẻ nhất là trước là 580 thì sale các chị 350 ạ. Tri ân ạ, các chị chọn luôn màu em với, tại vì mỗi màu em còn ít tôi còn nhiều ạ. Mấy giờ rồi mọi người ơi?
Để cho em xin cốc nước ơi. Còn size 3, còn size 38K là cái gì chị? Size 38K là gì? Rồi chị ân màu nâu, ok chị ạ. Nguyễn Sinh có áo đá 86 này. Mã này các chị coi comment là mã chi ân cho em nhá. Cầm cái áo khoác len nó dày nó ranh chất như này các chị ơi. Nhanh tay mình có đơn mỗi mẫu em, mỗi màu còn vài chiếc. Mỗi màu còn vài chiếc. Mã hàng kia là chi ân và kèm số điện thoại ạ. Chị Hoa Đặng ok chốt đơn ạ. Chị Bích Hồng lên số điện thoại cho em chị ơi. Khoác len ép, chi ân màu đen, đen của nó pha trắng nhá chị nhá. Lục Seven ok chốt đơn hàng ạ. Chuyên Ngô có đơn ạ. Đào Hồ Thị có đơn ạ. Em thử bằng màu đỏ các chị này. Màu đỏ cho em ạ. Có hai màu, màu đen, màu đấy, màu da. Bên da thôi em ơi. Rồi áo len đẹp lắm chị nhận rồi. Chị ơi khoác len này hàng đắt mà chị chẳng qua là bây giờ nó còn có vài cái thôi ý. Em kỷ niệm nốt cho nó cắt mẫu chị ạ. Đấy, chị ăn cho em màu đỏ này. Đỏ ở bên ngoài đẹp đậm hơn trên like đấy chị nhá. Đậm hơn trên like. Đây là màu be. Mời màu be cho em này. Chị thỉnh phạm cho em xin lại số điện thoại với. Chắc là bị sót đơn chị ạ. Chị nào không đặt được mã này tiếc lắm ý. Các chị ơi, hàng này hàng đắt. Hàng đắt các chị nhìn cho em ạ. Len của nó xịn, nó mướt mượt mượt luôn các bác này. Hàng này nó sẽ có hàng loại 2, loại 3 các chị nhá. Nhưng mà các chị nhìn cho em cái mã của nó bên trong ấy. Đấy chị ạ, nhìn kỹ cho em. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đá này, à quên, mã này là mã chị ân nhá các chị yêu nhá. Chị ân cho em màu be ạ, kèm số điện thoại ạ. Đấy, đỏ be ạ, màu đen với tông màu nâu 4 màu. Đỏ be đen nâu và kèm số điện thoại ạ. Đặt áo khoác 02 một lấy gọi á. Khoác lâu không hạ, à nó hết hàng rồi chị ơi. Nó bị hết hàng rồi. Đây màu be. Chị yêu chốt màu be các chị lên đơn ạ. Còn len hình chám không để em chốt cho chị. Len hình chám á con. Còn nhưng mà để chỗ nào ấy nhỉ? Có len chám ấy, ở trong góc góc kìa. Đây ạ, chi ân màu be này các chị này. Chi ân cho em màu be, cái này có túi các chị nhá, có túi cho em. Đấy, bu rông cho em này, chi ân màu be và kèm số điện thoại ạ. Khoác len mặc nó là hàng len ép, hàng cao cấp, nó nặng lắm các chị ạ, nó nặng nó không bị là mỏng tèo tèo đâu. Nó đanh chất và dày chắc chất luôn ạ. Chị Dung, Trần Thị có, chị Nguyễn Dinh có, Thanh Thời có đơn ạ, Hương Nguyễn hàng trước là 580 các chị ạ, bây giờ xả có 350. Xả 350. Được chưa, lên áo len nhá. Rồi áo len hãng đi. Áo này xả 350 chị ơi. Hôm nay 15 hả chị? 350 ừ, 15 tháng 12. Sao đấy? Mua chút đơn chuyển không có. Không rồi em lên lên ép các chị nhá, lên lên ép hả cái cai nhá. Cái này mặc hết đen rồi chị ủy, hết đen hết trắng rồi, đang hết hàng, đặt hàng chưa có chị ạ, đặt hàng quần rồi đèn đắm khó lắm. Đâu chị ơi đưa áo len ép nào. Có cái mẫu báo báo đi, báo báo hay xinh rồi. Đấy. Mẫu này có nhiều không mọi người? Mẫu này thì gọi là siêu đỉnh rồi, hàng cai cai cho em, các chị biết nó là dòng thương hiệu đúng không ạ? Lên cho em mã này các chị comment là gì? Len hình chám màu vàng. Đây, các chị này. Xịn đét luôn ạ, hàng chuẩn, hàng cao cấp luôn nhá, len ép. Các bạn đang mua hơn 300 giá thị trường đúng không ạ? Đang mua hơn 300.000 giá thị trường. Lên mã này hôm nay là bao nhiêu chị nhỉ? Quần không vừa đâu. Mã này các chị comment là len gì ạ? VIP 1 cho em nhá. VIP 1 và kèm số điện thoại. Nhưng mà form này chốt, em chốt các chị 40 cân đến 55 cân thôi, form nhỏ ạ. Em mặc của nó là màu đen các chị này. Màu này màu đen cho em nhá. Màu thứ hai của nó sẽ là tông màu nâu. Đấy chứ ạ, tông màu thứ hai màu nâu này. Tông màu thứ ba của nó sẽ là tông màu vàng ạ. Tông màu thứ ba tông màu vàng ạ. Hôm nay em sale nó các chị này.
210.000 đồng. Ok chị ạ, 210.000 đồng ạ. Chị Đào nhìn tay mình có đơn hàng, các chị nhìn cho em hàng này. Đẹp quá thể luôn các chị ơi, ba màu cho em ạ, ba màu đẹp xuất sắc luôn các chị, có phải VIP 1 nhá, các chị chọn luôn ạ. Tại vì là hàng này em là em sale để chị ạ, bình thường của nó là trên 300.000 một áo. Hôm nay tặng các chị luôn ạ, 210.000 đồng ạ. Lên đơn ạ, mã hàng kèm số điện thoại cho em, lên app của hàng cao cấp các chị nhá. Đây chị này, chắc lên nó sướng đời luôn ạ. Mai chuyển khoản nhé, chốt mấy lần mà không được à. Rồi mã VIP 1 cho em ạ, màu vàng, màu nâu, màu đen. Em mặc là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đấy, vàng đen nâu, vàng đen nâu ạ, ba màu. Mã hàng VIP 1 ạ, cộng số điện thoại cho em. Cái này dành cho chị nào mà người nhỏ nhỏ ấy, từ 40 cân đến 55 cân thôi, là các chị mặc vừa đẹp. Đấy, mặc vừa đẹp thì form này là form nhỏ cho em ạ, lên S cao cấp các chị nhá. Nếu mà để mà nói cái dòng thương hiệu của hàng lên S, nó là hàng KK đứng số 1 luôn, là 60 cân không vừa nhá. Em cái này em chốt các chị người nhỏ nhỏ, các chị dưới 55 cân thì các chị mặc vừa đẹp nhất. 40 cân đến 55 cân đổ về chốt đơn ạ, 210.000. Các chị nhìn nàng ạ, len nó mịn màng luôn, nó mềm lắm ý. 53 cân 1m50 à, mặc được chị ơi. 53 cân 1m50 mặc được. Nói chung là các chị dưới 55 cân đổ về cho em ạ. VIP 1 à, kèm theo màu số điện thoại cho em ạ, ba màu các chị yêu nhá. Mỗi màu em có 5-6 cái thôi. Được chưa? Tặng các chị là 210.000 ạ. Tặng các chị là 210.000 ạ. Nâu, đen, vàng, 57 cân không vừa chị ạ. Em chốt cho các chị dưới 55 cân cho đẹp. Đấy, chốt là các chị mình mặc cho nó vừa đẹp luôn nhá. 55 cân đổ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 55 cân ạ. Lên đơn mã VIP 1 ạ, kèm theo số điện thoại ạ. Đấy, màu nâu đây ạ, nâu với đen. Nâu, đen, vàng ạ. Và em còn có 3 chiếc màu vàng thôi. 3 chiếc màu vàng ạ. Đâu khoảng 5 cái màu nâu, 5 cái màu đen. 3 vàng, 5 nâu, 5 đen ạ. VIP 1 cộng số điện thoại ạ. Đây màu nâu các chị này, nâu ở nâu tây. Đơn hôm qua chị Nguyễn Thị Sướng cho em xin lại số điện thoại chị ơi. 1m653 cân mặc vừa chị ơi, 1m653 cân mặc vừa. Phong này phong vừa vừa, phong nhỏ nhỏ ấy. Chị Hoa Võ Xuân Tạ, Nga Nga, Mai Thanh chốt đơn ạ. Những cái dòng mà các chị mặc nó không sợ bị bai bị xù. Đấy, không sợ bị bai bị xù ạ. Dòng những các chị nhá. Thế hôm nào lấy mẫu to chị ơi, hàng này đã không làm phong to chị ạ. Đấy, tiếc lắm ấy, hàng đẹp như này nhưng phong chỉ tầm dưới 55 cân thôi. Phong dưới 55 cân em muốn chốt thêm nhưng mà chỉ sợ các chị mặc nó ngắn ấy chị. Nó ngắn với thứ hai là nếu mà cái form nhỏ mà các chị mà tầm 60 cân mặc được vào thì nói chung là nó vẫn có độ giãn. Nhưng mà để mà nó căng quá nó sẽ không đẹp chị ạ, nó căng quá không đẹp. Rồi qua mẫu luôn chị ơi, hết hàng này. Tiếp theo ạ. Đây, chị ơi xem mẫu này có màu nào nhiều. Tiếp theo ạ, VIP 2 nhá. Mã VIP 2 cho em các chị này, thử len này. Mê chưa các chị ơi, để chị ạ, thật len mê tít luôn ạ, 60 cân tí em lên sau. Đây lên màu này cho tôn da luôn. Đấy, lên màu này cho nó tôn da. Mẫu này các chị comment là VIP 2 ạ. VIP 2 và cộng số điện thoại cho em. VIP 2 cộng số điện thoại em thề luôn ấy, giá là trước xỉ trên 300.000. Bây giờ em vượt được sale các chị nhá, em vượt được giá sale. Ôi chất len xuống đời nhỉ. Cầm nó đã đời luôn tay. Cầm một cái áo len nó chắc nghịch cái tay luôn ấy. Mã này các chị comment là VIP 2 ạ. VIP 2 cho em màu vàng các chị yêu này. VIP 2 màu vàng này. VIP 2 trên màu nâu và VIP 2 trên màu đỏ. Bắn mang tiền luôn đi, 210.000. Chị nào nhanh tay mình được. Đấy, hôm nay dành cho chị nào người nhỏ nhỏ, các chị mặc vừa mấy bài cho em ạ. 55-56 cân đổ về chốt đơn nhé chiêu nhá. 40 cân đổ lên đến 55-56 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Vừa vài mặc cực kỳ tôn da luôn này. VIP 2 cách số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn cái tay của nó cực kỳ là yêu luôn nhá. Đấy, cái tay của nó này, cái phần thân cho em này. Để chạm VIP 2 cộng số điện thoại cho em ạ. 201. Ok chị ạ, 201 một áo. Đây màu đỏ cho em ạ. Đỏ đô nhé chị yêu nhá, đỏ đô này. VIP 2 cách số điện thoại ạ, 201 một áo. 201 đỏ này và tông màu nâu. Để chạm màu nâu cho em ạ, đỏ, vàng, nâu ba màu ạ. VIP 2 ạ, 210.000. Em hứa luôn thị trường vẫn là trên 300.000 một áo. Vì giá xỉ của những cái hàng cay cay rất là cao luôn, hàng cao cấp nhé chị nhá. Chị Kiệp Lê cho em xin lại số điện thoại với ạ. Mã VIP 2 cho màu nâu này. VIP 2 nâu này, VIP 2 màu vàng và VIP 2 trên màu đỏ cộng số điện thoại cho em ạ. 210.000 đồng ạ. 210.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Xuất sắc luôn các chị nhá. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 201. Chốt đơn hàng mẫu này cho em luôn này. Đẹp nhà, cái gấu gấu của nó sẽ là kiểu bo bo cho em ấy. Người chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh mặc cho em mẫu này. Cái chạm mặc nhỏ xinh xinh cho em ạ. Lên đơn hàng cho em mẫu này là VIP 2 ạ. Tầm khoảng 56-57 cân đổ với các chị mặc vừa cho em mẫu này nhá. Tại vì là cái này là độ giãn của nó mạnh hơn.
Đấy, độ rộng nó mạnh hơn cái mã VIP 1. Bữa này VIP 2 cho em ạ. 57, 58 cân ok. Đấy, 57, 58 cân ok cho em ạ. VIP 2 ạ. Sao đấy? VIP 2 đỏ 56 cân ok. Đây chị này, dáng ngắn ngắn nhá các chị nhá. Đây các chị ơi, nhìn cho em mặc này. Em đang 1m58. Em đang cao 1m58 ạ. Em bảo là những cái này dành cho người chị nào nhỏ nhỏ ấy. Đấy, chị Nguyễn Đỗ Anh có, Mai Uyên ạ, Nguyễn Huế chốt đơn hàng ạ. VIP 2 kèm số điện thoại cho em ạ. 201, hôm nay được giá rẻ hơn một tí. Đấy, hôm nay được giá rẻ hơn một tí. Màu nâu của nó, màu nâu tây nha các chị này. Nâu tây cho em ạ, màu đỏ đô. Màu đỏ của em sẽ là màu đỏ đô, chữ chúng là sang luôn các chị nhá. Chữ trông sang này. Chị Thanh Đào lấy màu nâu này. VIP 2 ạ. VIP 1 chị vừa like xong đấy em. Đây. Đây. Đào Hải Loan đẹp lắm, cảm ơn chị ạ. Chị Thanh Đào có, chị Xuân Hoa chốt đơn hàng ạ. VIP 2 kèm số điện thoại ạ. Qua mẫu này. Lấy cho em cái con Gucci có màu hồng hồng đấy. Có mấy con màu hồng chốt luôn này. Đây ạ, mẫu này còn sót mấy em màu hồng này. Sót mấy em màu hồng như này cho em ạ. Ờ, em bảo cai chị mà khó quá nhỉ. Không cai được đâu em ơi. Nói thế nhưng mà hơi khó thực hiện. Hà Phương Dung ok chốt đơn ạ. Mẫu này các chị có mày là VIP 3 nhá. VIP 3 em còn 4 cái màu hồng. Cái trạm VIP 3 em còn 4 cái màu hồng các chị này. 40 cân 55 cân. 40 cân đến 55 cân ạ. Quần em mà không có đen chị ạ. Không có đen. Mã này lên cho là VIP 3 màu hồng, à màu, đúng rồi màu hồng, màu nâu, nâu còn một cái. Sao các chị nốt là 210.000. 210.000. Các chị lên đơn hàng mỗi là VIP 3 cho em nhá. 55 cân đổ về em chốt ạ. 40 cân 55 cân. 1 2 3 4 cái màu hồng. Còn sót 4 cái màu hồng, một cái màu nâu. Sót 4 hồng một nâu, chị yêu lấy comment luôn cho em ạ. VIP 3. Cộng số điện thoại ạ. 210.000 một áo. 210.000 đồng một áo ạ. 210.000. Màu đen khói á. Mã này 210.000 chị ơi. Trần Đào ok. Chị Ân. Lên áo đá. Áo đá hay áo da chị ơi? Áo đá hay áo da? Ờ, VIP 3 ok chị Nhung Giang. Em còn có 4 cái màu hồng, một cái màu nâu thôi là hết nhá. Theo các chị nốt là 210.000. Hàng lên 300 các chị này, lên S. Rồi, nhìn là quá đẹp, cảm ơn chị ạ. Đây màu nâu đây ạ. Màu nâu cho em. Xịn đét luôn một con áo này. Len của nó là len ép cao cấp các chị nhá. 210.000 một áo. 210.000 nốt các chị yêu. 210.000 ạ. VIP 3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo mẫu này ạ. Chị ơi, cái mã này báo báo này có hàng không? Xem em mẫu này có ở đâu không? Màu màu như nào chị? Đỏ lâu vàng. Màu nào có? Đây á, màu vàng này mà cơm ra này. Màu vàng này em đặt nhiều nhất luôn ấy. Áo đá đợi em tí nhá. Áo vest đã có ai gọi số đơn cho chị chưa? Mỗi này các chị coi là VIP 4 này. VIP 4 kèm số điện thoại ạ. Màu vàng, vàng đậm cho em ý, vàng đậm tôn da, Vũ Kim Dung ok chị luôn. Em thấy là trước cái mã này đắt lắm, em không dám nhập hàng luôn ý. Mỗi này các chị tầm khoảng là 40 cân đến 58 cân. 40 cân, 58 cân đổ về chốt đơn là em có màu vàng này, màu nâu với màu đỏ đô. Vàng, màu nâu, màu đỏ đô, các chị lên đơn hàng xin là VIP 4 nhá các chị nhá. VIP 4 cộng số điện thoại ạ. Cảm ơn chị luôn ạ. Rồi em ơi, đây chị này. 201 luôn nhá. Chị nào trước mua giá cao hơn thông cảm, em còn có vài chiếc thôi. Mã này VIP 4 cho em ạ. VIP 4 màu nâu này, VIP 4 cho em màu vàng này. Và VIP 4 cho em ạ, tông màu màu đỏ đô. Đỏ đô ạ, VIP 4 cộng số điện thoại ạ. 201. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay 201. Ok chưa các chị này, 210.000 đồng ạ. Lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Nào bây giờ khuấy động phong trào một tí nhá. Bây giờ sạc các chị áo phao của hàng Quảng Châu cao cấp. Được chưa? Áo phao rắn dài nhá. Đấy, nếu mà bây giờ mà xả là khách hàng lại bắn tiền ầm ầm luôn, em thề luôn ý. Tại vì là xả rẻ hơn các chị tiền triệu luôn. Rẻ hơn so với giá thị trường tiền triệu luôn ý.
Đấy, chị nào đồng ý ạ, cho em xin một dấu chấm. Để chạy, cho em xin một dấu chấm, các chị comment luôn cho em ạ. Phao, lên phao nhá, lên phao cao cấp nhá chị nhá, phao dáng dài. Cho VIP 4 mẫu này đi ạ, lên trước mẫu này trước. Cho em lên áo phao dáng dài sau ạ. Chị Liễu Bùi có, chị Xuyến Chi có đơn ạ. VIP 4 màu nâu, màu đỏ, màu vàng. Đỏ đô chị yêu nhá, không phải đỏ tươi đâu ạ. Màu bên ngoài đỏ đô. 58 cân đồ về chỗ đơn ạ. Mã hàng chị là VIP 4 ạ, cách số điện thoại cho em. Đấy, VIP 4 cộng số điện thoại cho em ạ. Nguyên ơi, em ra treo chị những cái phao dáng dài với. Treo cắt mẫu luôn đi. Nói chung là mỗi mẫu còn 1-2 chiếc thôi. À, cho gọn mẫu nhá. Em bảo rồi, hôm nay em gọi là hơi gọi là biêng biêng một tí. Chấm nhá. Đứa nào ngồi gần chỗ cái shop nhung ý, lấy hộ chị cái shop nhung đi em ơi. À đây rồi, đây có rồi. Rồi VIP 4 màu vàng này. VIP 4 vàng chị Bích Phạm này, Cẩm Tú Cầu có này, VIP 4 chị ơi, mã này mã số 4 cho em ý, VIP 4 ạ. Màu nâu này, màu vàng, màu nâu, màu đỏ cho em 3 màu nữa chị nhá. Em kỷ niệm các chị luôn 210.000. Được chưa? Kỷ niệm các chị luôn 210.000 đồng ạ. Chị Mai Trần có ạ, Nguyễn Minh Nguyệt có ạ, chị Nguyễn Huế có đơn ạ. VIP 4 các chị chọn màu giúp em với 210.000. Em hứa luôn mã này em bán rẻ hơn giá thị trường tầm 1 triệu, à quên, tầm 100.000 một cái. Đấy, tầm 100.000 một cái luôn ạ. Không lên cái gì. Ôi, chấm nhiều quá, thôi nhá, không chấm nữa. Không chấm nữa, em biết rồi, em biết là các chị hóng to dài từ đầu like đến giờ rồi. Đấy, em lên luôn đây ạ, em lên luôn đây. Ai chú ý về đâu. Cái B73 này còn 3 cái size S của, à, một cái size L, ML của màu đỏ hết rồi nha. Máy lọc thì đồng áo cổ vần là cái gì? VIP 4. Chọn mẫu ra chưa? Bây giờ chị bán về B73 còn 3 cái màu đỏ SML. B73 thì dài hẳn nhá. Dài hẳn đấy. Dài hẳn nhá. Dị luôn nhá. Hôm trước 1.6-1.7 tranh nhau chuyển khoản đúng không ạ? Rồi hôm nay em xả rẻ luôn các chị này. Bay nóc luôn nhá. Cho em xin lượt chia sẻ với. Cho em xin một áo đá nữa chị ơi. À đây. Em lên luôn là áo đá kết hợp luôn với lại là phao dáng dài nhá. Đợi em một chút, em lên luôn áo đá đã. Hàng Loan đẹp lắm, cảm ơn chị nhá. Bây giờ lên Paka. Có cả hàng Paka không lót lông nữa đấy ạ. Có cả Paka không lót lông, bây giờ em lên phao dài trước nhá. Em thề với các chị luôn, bây giờ em đang cần tiền đóng hàng hè, cho nên em mới xả thôi ạ. Chứ không thì em không xả giá này đâu. Tại vì hàng phao này không bao giờ lỗi mốt luôn. Cái này còn mấy cái? Ở đây còn 3 cái nguyên màu. Còn 3 cái màu đỏ size gì? ML. ML 2 size đúng không? SML đúng không? Cái này còn đúng 1 g nhá các chị nhá. Mã này là mã gì nhỉ? Thôi lên cho em mã phao 1 đi nhá. Phao 1 đi. Rồi ạ, phao 1 cho em xong là đánh mở ngoặc cái mã bên dưới cho bọn nó tìm cho dễ. SML. Cái này là B73. Cái mã hàng ấy. B73. Biết là ấy rồi nhưng mà đánh mở ngoặc cái mã hàng bên dưới. B73. Rồi ạ, phao 1 cho em nhá. Phao 1 SML 3 size. Đó, SML 3 size các chị lên trên là phao 1 cộng số điện thoại cho em xin được chia sẻ mã này chị nào. Chốt đơn chuyển khoản luôn nhá. Ok chị ạ, ngoại trường các chị vẫn đang mua 2.7-2.8. Để chị ạ, chỗ nào rẻ nhất là 2.5. Ngày hôm nay siêu các chị luôn này. Đỏ đô các bác nhá, màu đỏ đô cho em ạ. Mã này các chị comment là phao 1 cộng số điện thoại ạ. Mẫu này chốt các chị size S tầm khoảng là 46 cân đổ lên. Để chị ạ, size L chốt các chị tầm 58-59 cân đổ về. Đấy, còn đúng 1 vi các chị từ 46-58 cân em có size vừa. Màu đỏ đô cho em các chị yêu. Để chạm màu đỏ đô cho em ạ, phao 1 và kèm số điện thoại ạ.
Này mẹ nó ơi, còn hai đây. Đây các chị này. Nhìn hàng cho em nhá. Em chốt các chị giá ngày hôm nay ạ. Mở màn một con áo phao dài đi. 1 triệu ạ. 500.000 ạ. Được chưa ạ? 1.500.000 đồng. Em còn 3 chiếc màu đỏ cho chị nào nhanh tay ạ. Ok chứ, em còn 3 chiếc màu đỏ cho chị yêu nó nhanh tay. Các chị comment là phao 1 và kèm số điện thoại ạ. Phao 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1 triệu ạ, 500.000. Đó là dài qua đầu gối các chị yêu nhá. Dài qua đầu gối cho em ạ. Đỏ nó sẽ là đỏ đậm hơn trên line. Đỏ đô chứ không phải đỏ tươi đâu ạ. Đỏ đô không phải đỏ tươi. Phao 1 ạ. Xảo lông màu đỏ đâu. Áo đá ở bên trong là 180.000 chị ơi. Các chị đá đen mỗi bên trong là 180 là đá gì nhỉ? Đá đây là đá 92. Đá đen mặc bên trong là đá 92, 65 cân không vừa áo. Phao bên ngoài chị ơi, tầm 158 dưới 60 cân thôi. Phao 1 này chị Bích Nghiêm này. Chốt đơn chuyển khoản em đi đơn chị nhá, tại vì hàng này em xả lỗ rồi. Hàng 2.8 triệu giờ sạc các chị có 1.500.000. Được chưa ạ? Xả các chị yêu 1.500.000 một áo. Chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại. Bác nào mà hay mua những cái phao dài hàng cao cấp, các chị nhìn qua khoang dáng này cho em từ cái lông cổ áo các chị biết luôn đúng không ạ? Lông mũ cho em ạ. Phao 1 ạ. Bích Nghiêm chị để số không chị ơi? Có. Hiểu em luôn đi chị. Luôn đỏ xay màu chị Lan Anh Nguyễn một cái này. Lan Anh Nguyễn có ML thôi nhá. Có 3 cái. Cún ơi. Thảo à. Một đứa ra đây để ý cho chị số điện thoại này ghi luôn để chị để gọi chốt đơn luôn em ơi. Báo chuyển khoản luôn nhé. Tại vì phao này là phao lẻ một đứa thôi. Rồi, đa 92 ạ. Mã này các chị coi là phao đỏ ạ. Size L cho chị Nguyễn Vân một cái này. Chị Vân Hà Nội này, cất cho chị một cái size L nhá. 1.500.000 cho các chị yêu ngày hôm nay ạ. Quên ơi, cất cho chị một cái màu đỏ size L đi em. Màu đỏ size L của chị Vân. Chị Vân Hà Nội ghi vào đấy chị. Ưu tiên lắm. Được chưa? Ưu tiên lắm luôn. 1.500.000. Đấy là hết nhá, còn 3 cái là hết luôn này. Đẹp nhất nách luôn ạ, màu đỏ bên ngoài đỏ đô các chị yêu nhá. Màu đỏ bên ngoài là đỏ đô ạ, 1.500.000 đồng ạ. Đấy, đứa nào gọi luôn em. Gọi luôn bảo các chị nếu mà chuyển khoản luôn thì em ngày mai đi đơn luôn. Tiếp theo ạ. Quyên ơi, ra đây nào. Xem một chị xem con này thế nào. Mỗi là phao 2 cho em. Màu nâu còn mấy cái. Phao 2 kèm số điện thoại ạ. Nâu còn 2 cái à. Size S này. Cái này một cái size S này. Phao 169 cân không vừa chị ơi. Phao 1 em chốt đơn các chị đến 58 cân thôi. 58 mà dưới 60 cân thôi ạ. S này, còn một cái size S này. Các chị nhá, phao 2 cho em, mẫu này là phao 2 ạ. S. Còn một cái size S, một cái size L các chị 58 cân nhá. Size L từ 55 đến 58 cân. Đấy. Nâu size L cho chị Vân một cái này. Thôi, em chưa nói giá mà nhỉ? Ở đâu? 1.500.000 em tặng các chị giá 1.500.000 cho các chị luôn. Em còn có 2 cái thôi, một cái size S, một cái size L. Nào chị Vân chắc chắn lấy không chị ơi? Không em chốt cho cách lẻ đấy. Ok nhá. Chị Vân một cái size L này. Còn một cái size S em mặc các chị dưới 50 cân cho em. Dưới 50 cân các chị chốt còn đâu size S chốt. 1.500.000 ạ. Đó, 1.500.000 từ từ em sẽ lên phao lỡ luôn. Em vớ được có mẫu nào em sẽ lên mẫu đấy, mẫu này là phao 2. Em bảo này chị Hoa ơi. Ờ đấy, cất luôn. Em gặp vào em dán luôn bên ngoài chị. Có đây sao size S này. Size S phao 2 ạ. Đấy. Phao 2 kèm số điện thoại ạ. Em có đọc comment không? Đứa nào đọc comment mở comment đọc hộ chị cái. Đây có một cái size S này. S nâu, S màu nâu cho em ạ, màu cực đẹp luôn, các chị yêu nhá, form giá là dáng eo. Trạng dáng này đẹp eo ạ. 1m55 mà 62 cân mặc vừa cái phao chị ấy đang like không phao 2 m. Không, 62 cân sao vừa em, size L cho các chị 58 cân thôi. Size S này, chị nào chốt ạ. 60 cân không vừa chị ạ, 60 cân tùy chúng ta cho đến 58 cân thôi, size L. À, rồi ok. Đây size S chị nào chốt nốt không nào, để em để lại luôn này. Size S nhá. Tầm khoảng là 45 cân đến 50 51 cân em chốt đơn. Các chị nhìn cái màu nâu là cực kỳ là sang luôn ý.
size S đâu này các bác ơi ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho em ạ. Phong 2 size S các chị comment luôn, cân nặng chiều cao luôn, em chốt đơn luôn nhá. Chị Phạm Ngoại, từ từ em có màu đen đấy. Chị Hồng Cường đến đâu size L á? Chị Hồng Cường là chị nào đây? Lên số điện thoại. Chị phải comment số điện thoại nhưng vì em gọi luôn bây giờ đấy ạ. Gọi luôn và ngay đấy. Ô chị Vân lấy rồi mà. Chị Vân lấy rồi. Con này nâu, à, nâu size S này. Chị Tâm Trương Thị này. Em nhìn thấy chị Tâm Trương Thị không? Thấy không? Nâu S này ghi luôn số điện thoại này gọi luôn nhá. Chị không chốt không, nếu mà bây giờ chốt là chuyển khoản luôn đấy. 1,5 triệu. Các chị mua 2,8 triệu bên ngoài giá thị trường ạ. Rẻ cũng tầm 2,5 triệu. Chị đừng đau lòng chị ơi, em còn đau ruột hơn cả chị. Em đề luôn. Chị tưởng em bán giá này mà em cũng tiếc cả chị. Nhưng mà bây giờ mỗi mẫu nó chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Để em dán này là giá sale rồi. Chị nếu mà chị không ok để em chốt cho cách lẻ. Em sắp khóc rồi đấy. Đâu còn đen không? Size L còn một cái màu đen. L còn một cái màu đen này. Chị nào chốt size L màu đen ạ. Phong 2 size L màu đen ạ. 58 cân, 55-58 cân, 55-58 cân ạ. Size L màu đen em còn một cái. Size L còn một cái size L màu đen. Sale 1,5 triệu. Ai muốn bán hàng mà bán lỗ thế này đâu chị. Con đấy ghi là mã gì đấy? Con hay là màu đen. Bây giờ nó còn mỗi thứ còn một hai chiếc thôi thì em hết hàng rồi ạ. Hôm nay bác nào săn được sale. Lúc này em cứ phân vân mãi, các chị hỏi là em ơi lên phao dài đi, mà em cứ lần trần mãi chị ạ. Đây size L đến 58 con chị Thuận Ánh này. Chị Thuận Ánh này em ơi, thấy không? Thuận Ánh đuôi 1963. 1963 size L đấy. Chị Nguyễn Vân lấy size L à? Ôi giời. Cứ chốt cho cách lẻ gái nhá. Ghi luôn, chốt đơn luôn. Chốt đơn luôn, chị nào chuyển khoản đi đâu không em để khách xỉ ôm hết đấy. Giá này em hôm nay em bán rẻ hơn cả giá nhập giá xỉ rồi. Em thề luôn là khách hàng hôm nay khách xỉ nhưng em còn đang đau ruột thế này. Yêu bạn có gì nào? Chị đấy đi mẹ, để chị lên chị quay lại phòng này. Đây kiểm tra chị xem con này là con phao hai. Đây chị ơi, chị có bốn con, bốn con nữa màu xanh la vi. Con màu xanh la vi được không? Rồi. Con này là con phao hai à? Ừ, phao hai màu đen size L đấy. Đen size L đấy, gấp à? Gấp luôn này, cho luôn một túi bóng ạ. Ghi luôn cả ấy hộ em cái. Bao nhiêu cả? 6 mấy? 7 mấy? Chốt chị nhé, chị Thuận Ánh rồi. Có số tài khoản của em đi chuyển khoản luôn, em giữ đơn này. Đã bảo rồi, có số điện thoại khách hàng bây giờ gọi điện luôn đi. Ghi được số chị? Ghi được số đâu? Chị thường ghi đã, người ta ghi được số. Bây giờ phải ghi số. Đâu ghi số được chị? Có gì đâu mà không ghi được số. Em bảo chị ngồi đi, chị gặp chị ghi luôn số cơ mà. Size L màu đen của cái chị gì vừa nói. Tìm không thấy, quay lại thì tìm không thấy. Gấp cái này quay lại, dán cái này thì quay lại tìm không thấy. Chị cứ ghi số điện thoại trước, chị để vào trong cái túi đấy cho em. Đây mã này là phao 2, mẫu này còn mấy size? Cái này còn 2 cái M, 2 cái S. S đâu? Đây, đây là size M này. Mã này phao 2 màu xanh la vi các chị nhá. Xanh la vi cho em mẫu này ạ. 1,5 triệu nốt này. Cái này còn 2 S, 2 L. Hai cái size S và hai cái size L, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị mặc S. Đơn hàng tất cả những cái phao này các chị thông cảm ạ, chuyển khoản trước em đi đơn nhá. Chuyển khoản trước em đi đơn. Size M chốt các chị dưới 55 cân, S chốt các chị dưới 50 cân. 50 45 cân đến 55 cân là em còn size vừa. Lên chuẩn mã này cho em là phao 2 ạ. À đâu, phao này khác mà Huyền. Phao 3. À phao này phao 2 vẫn là phao đấy chị. Không. Nhìn lại hộ chị cái. Ô. Đây. Đây nhầm mẫu này rồi. Túi này, túi này. Túi này mới là nó khóa. Đây các chị nhá. Mã này là cho em là phao 2 ạ, màu xanh la vi này. Thế là còn mấy cái đây? Thế là còn 3 cái. Còn 3 cái. Em kiểm tra luôn. Hai cái size S, một cái size M. Rồi chuẩn. Mấy giờ rồi? 11 giờ kém. Rồi. 2S 1M chưa? 2S 1M. Phao 2. Này, bọn này chứng nhận ok rồi. Hết sạch rồi. 2S 1M. Xanh la vi các chị nhá. Đen size L em hết rồi ạ. Đây màu xanh la vi. Màu xanh ở bên ngoài nó đậm hơn, đẹp hơn này. Màu xanh ở bên ngoài, bên trong line nó bị sáng hơn một chút. Đấy chạm xanh la vi cho em ạ. Thế chị Vân, Vân cái màu đen size L đi. Đen size L chị Vân nhỉ. Ghi rõ đúng là phao 2 ở bên ngoài luôn nhá. Đây ạ, à, S các chị này, em mặc size S đây. S các chị dưới 50 cân nhá. M các chị dưới 55 cân cho em ạ. Phao 2 ạ, màu xanh la vi. 1,5 triệu ăn sale các chị yêu. Để chạm 1,5 triệu ạ. Màu đẹp quá các chị này, màu nhìn trông nó độc lạ luôn.
để chạm màu đẹp độc lạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, xả 1.500.000 một áo. Để chạm mỗi này xả 1.500.000 ạ. Lên đơn hàng, đây này, chỗ này cũng này có hàng. Đây là mẫu gì đây? 1.500.000 ạ. Đấy, con này sale 1.500.000 nha chị này. Em còn hai cái size S, một cái size M ạ. Cho chị một cái alpha size M đi em, mấy chị bảo mà... Sao lại ngày mai mới ra ngân hàng được em ạ? Chị năn nỉ đấy, cái nào chị? Cái phao một size M là cái đỏ đúng không? Có ai chốt chưa? Có dáng vừa chị nhá. Có ai? Hả? Em ghi cho chị này. Ghi cho ai rồi? Đây chị Hồng ghi à? Khổ thân. Bây giờ em xả lỗ rồi chị ạ, à. Em thề luôn ấy. Đấy. Phao 2 nhá, size M màu xanh, các chị có mèo em size M màu xanh đi. Còn một chiếc và hai chiếc size S. Đấy, còn ba cái, tổng là còn ba cái đấy chị nhá. Mẫu này của nó là màu xanh của xanh la vi, màu xanh đậm đấy các chị yêu nhá. Màu xanh ấy trông nó lạ các chị này. Áo đang mặc, áo em đang mặc bên trong có bán chị ơi. Đang mặc bên trong là áo là mã đá. Đá 92, đá 92 là 180 chị ạ. Đá 92 là 180.000 ạ. 55 cân mặc vừa size M chị ơi. M em còn một cái, em mặc size S này. Thì em đang mặc 53 cân em vẫn mặc size S, thì mà em chỉ chốt được các chị dưới 50 cân thôi. Đó, em mặc thì nó hơi bị kích ngược một chút. Đấy, nếu mà từ khoảng là 50 cân, 55 cân các chị cứ chốt cho em size M. Còn dưới 50 cân các chị chốt size S ạ. Mã này các chị comment trên là phao 2 ạ, màu xanh cộng số điện thoại ạ, 1.500.000. Đấy, 1.500.000 ạ. Thực ra 1m50 vẫn mặc được chị ạ. 1m50 vẫn mặc được, nhưng mà dài hơn em một tí thôi, qua đầu gối. 1m50 là dài qua đầu gối ạ. Lên cho em là phao 2 ạ, kèm số điện thoại cho em màu xanh la vi. Xanh la vi ạ. Màu xanh la vi này. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Áo đá mặc ở đá 92 180 nhá. MLXL3 size. MLXL3 size ạ, đá 92 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, đá 92 và cộng số điện thoại ạ. Này. Con này còn mấy con? Màu me đấy. Con đấy còn cái mã đấy là 9 luôn. 9 không phải rồi. Phải không? Đấy cái màu me này. 9029. 9029 có một con. Cho chị size M mẫu nào chị? Comment hộ em cái mã hàng, số điện thoại luôn chị mùa xuân nhá. Chị Nhung Giang ok chị ạ. Burberry đằng sau em hết hàng rồi chị ơi. Khách thuốc hết rồi ạ. Đấy còn một con chị ơi. Cái này còn một con này, phao à. Phao 4 à? Phao 3. À phao 3, phao 3. Cái này là màu B của size S các chị nhá. Dáng này dáng lỡ cho em ạ. Cái này cũng là 1.500.000. Đấy, lỡ dài bằng tiền nhau. Các chị thích mẫu nào các chị lấy mẫu đấy. 1.500.000 ạ. Các chị comment là mẫu này là phao 3 nhá, size S. 45 cân đến 50 cân đổ về ạ. Size S này các chị này, dáng này của nó là dáng lỡ. Dáng lỡ ạ. S các chị tầm 51 52 cân các chị ok cho em, 45 46 cân đổ lên. 45 46 cân đến tầm khoảng 51 52 cân đổ về ạ, 1.500.000 các chị yêu. 1.500.000 ạ. Lên mẫu này trên là phao 3 kèm số điện thoại nhá. Dáng lỡ cho em ạ. Dáng lỡ này phao 3 cho em. Còn một chiếc ạ. Đấy, còn một chiếc ạ, phao 2 có mấy màu nhỉ? Có xanh này, có màu xanh, màu xanh đen. Đỏ, xanh đen đỏ. À xanh đen đỏ. Hình như trước có màu nâu nhìn nâu hết rồi. Loại này ngắn hơn đây chị này, ngắn hơn của nó là đến đùi. Thì chạm đến đùi như này. Xanh đen đỏ. Đấy, phao 3 các chị nhá, phao 3 kèm số điện thoại cho em ạ, 1.500.000 ạ. Điện thoại của chị đâu xem. 1.500.000, mất lại phao 3 cho em, 1.500.000 còn một chiếc. 1.500.000. Ở ngoài kia còn một cái màu gì, màu bè bè. Cái đấy của màu mã khác. 9901. Màu 1. Màu đỏ. Này 9911. Phao 3 size S. Quyên Dũng có này, chị Hạnh Nguyễn có này. Phao 3 cho chị Kim Đan này. Chị ghi em số điện thoại nào. 0854. Đọc số tài khoản đây chị ơi. Có hai chị này, phao 3 này. Chốt dự phòng luôn nhé, tại vì còn một chiếc thôi ạ. Xe hàng này về muộn thế nhỉ.
giời ơi, chị Bảy em có nhìn thấy comment bây giờ mới nhìn thấy luôn ý. Thấy không các chị, thấy không? Phao 2 size M, còn một cái. Đây ạ. Bây giờ chị nào chốt đơn luôn, gọi luôn vào số 0988301183, chốt đơn luôn áo phao nhá chị nhá. Chuyển khoản luôn vào số tài khoản mà em vừa ghi ở trên màn hình nhá. Đây. Phao này là phao 3 size S đây các chị này, size S màu B. Size S nói chung là bây giờ các chị lạnh nha, các chị chỉ cần mặc một áo nhịn bên trong, mặc thêm cái áo phao này bên ngoài thoải mái cho em, mà mặc những cái mẫu này trông rất là xa. Đấy chị ạ, mặc cái mẫu ở trông rất là sang luôn ạ. Phao 3 cộng số điện thoại nhá. Đấy, phao 3 và cộng số điện thoại cho em ạ. Một cái chốt cho hai chị rồi. Một cái luôn này. Đang lấy cho hai chị. Này chị ơi. Tiếp. Con này còn mấy cái? Con này còn 3 cái. Đỏ này còn 3 chiếc này. Hai đỏ này cái nâu. Hai cái đỏ một cái nâu. Mã này là phao 4 ạ. Mã này là phao 4 cho em ạ. Quần sóc em mặc là 200 chị ơi. Sale 200. Mã này lên đơn hộ em là phao 4 ạ, 1 triệu rưỡi này. Đồng giá hết phao dài 1,5 triệu luôn. Toàn hàng đẹp. Cái màu nâu còn size M. Cái đỏ có size S, size M. Đỏ này còn size gì đây? S, M. Đỏ này còn S, M này. Còn 1 S, 1 M à? Size size gì đây? Size M này. M. Còn cái này cái S, cái này là cái M. Còn 3 cái. 1 S, 1 M đúng không? Ừ. Mã này là phao 4, em còn 1 cái size S, 1 cái size M màu đỏ. 1 S, 1 M màu đỏ, phao 4 cho em ạ. Phao 4 cộng số điện thoại ạ, xe 1,5 triệu. Phao các chị dưới 55 cân nhá. 45 đến 55 cân đổ với em có size vừa. Ok, chị đỏ bên ngoài là đỏ đô các bác nha. Đỏ đô cho em ạ, 45 đến 55 cân em có size. Mã này các chị yêu comment cho là phao 4 á. Phao 4 cho em màu đỏ cộng số điện thoại ạ. Đỏ bên ngoài đỏ đô các chị nhá, không phải đỏ tươi đâu ạ. Xả các chị 1,500,000, hàng 2,7 triệu, 2,8 triệu thì xả các chị luôn 1,500,000. Còn 2 chiếc ạ. Đấy em còn 2 chiếc luôn ạ, 1,5 triệu. Chị nào chốt lên đơn luôn cho em mẫu này là phao 4 ạ. Màu đỏ nhá, em còn đúng 2 chiếc lẻ các chị ơi. Còn đúng hai chiếc đẻ một lẻ một cái size S một cái size M màu đỏ ạ. Một S một M màu đỏ ạ. Quần sóc chị mặc là mã mấy ạ? Phao 4 size M. Rồi, phao 4 size M chị Hoàng Thị Hồng một cái này, size S chị nào chốt luôn không ạ? Màu đen á, đợi em tí em lên màu đen sau. Mã này là phao 4 đỏ, size S và size M, còn đúng hai chiếc một S một M. Các chị 45 cân đến tầm 50 51 cân các chị mặc size S, và tầm trên 50 cân 55 cân các chị mặc size M. Ừ, cho em ạ. Còn một cái màu đen size L. Đây, đỏ em còn 1S, 1M các chị nhá. Chị nào chốt lên luôn cho em ạ. Em ghi luôn cái số điện thoại này. Chốt đơn luôn nhá. Số điện thoại chốt đơn luôn. Tiếp theo còn một cái màu đen. Phao 4 màu đen của size L. Các chị dưới 58 cân ạ. Dưới 58 cân, 55 đến 58 cân. Các chị chốt màu đen của size L cho em. Còn mỗi một cái màu đỏ của size S, một cái màu đỏ size M là hết. Cái này là khách lẻ cũng mua nhiều. Phao 4 còn M, đúng một cái M màu đỏ chị ạ. Đúng một cái M màu đỏ. Đen size L còn một cái, chị nào lấy luôn này. Đấy, màu đen của size L. S chị nào chốt luôn con size S này cho em luôn này. Còn một cái size S này. Đấy, phao 4 đỏ S. Và phao 4 đen size L. Đen size L còn một cái. 55 đến 58 cân ạ. 55 đến 58 cân. Chốt cho em con màu đen của size L ấy, chị này, không có ít nào, không có cái nào XL chị nhá. Màu đen của size L, chị nào chốt lên luôn cho em ạ. Dưới 58 cân em chốt đơn ạ. Dưới 58 cân chốt màu đen của size L các chị này. Chị nhiều chốt size L các chị lên đơn ạ. Xả các chị 1,5 triệu. Đấy chị ạ, 1,5 triệu này. Còn một chiếc. Màu đen size L các chị có phải phao 4 đen size L nhá. Còn một chiếc này.
sale nhanh ạ, 1.500.000 ạ. Đấy, còn một chiếc sale nhanh các chị lưu 1.500.000 ạ. Phao 4 màu đen của size L và kèm số điện thoại ạ. Đen L các chị này, còn một chiếc duy nhất ạ, chị nào chốt đây luôn cho em nhé, xả 1.500.000. Lỗ gọi là Trần Thị Bảy sao đấy em ơi. Cái này có một chiếc của đen size L này. Đây chị Vân luôn này. Còn một chiếc thôi nhá. Hết rồi gì ạ, hết sạch luôn. Một chiếc không còn, đây màu nâu này. Màu nâu. Phao 4 màu nâu ạ. Phao 4 màu nâu. Còn một chiếc, con này là size M các chị nhá. Size M các chị 50 cân đến 55 cân. 50 cân đến 55 cân ạ. Phao 4 size L hết rồi chị Liễu Bùi ơi. Phao 4 đen size L hết nhá. Tiếp theo con này lên chứ là phao 4 ạ, màu nâu, size M. Phao 4 nâu M ạ, còn một chiếc màu nâu, size M. Chị Vân lấy luôn con này thì màu đẹp lắm. Em thề luôn cái màu này này. Màu này em bán chạy nhất luôn ý. Nâu size L, à nâu size M, 50-55 cân. Đấy, 50 cân đến 55 cân. 1.500.000 ạ. 1.500.000. Mét 57 là bằng cái chiều cao của em luôn. Em mặc đến đầu gối này. Em mặc cái đầu gối luôn, nâu size M các chị dưới 55 cân em chốt đơn. Đấy, màu trông mặc trông một sang, một kỳ luôn, trông một tây. Các chị nâu size M chị Vân luôn. Đây. Đây còn một con này lẻ loi lên luôn. Trông góc kia, trông góc kia này. Đây, kiểm tra đi. Vâng. Này mẹ nó. Đây, cái này chị Vân này. Đây, chị bóng đây. Con này phao 5 màu be của size M ạ. Phao 5 màu be của size M. Em ghi ở trên màn hình ấy chị ơi. Em ghi cái số điện thoại chốt đơn ở trên màn hình luôn kìa. XL không còn chị ạ. Bây giờ nó lẻ size mỗi mẫu nó còn 1 2 chiếc thôi ấy chị. Mỗi mẫu còn 1 chiếc. Chị ghi chị Vân Hà Nội là tiếp 1.500.000 hết rồi nhá. Không không phải để đi giá. Biết rồi. Bằng xỉ lẻ bằng nhau hết rồi. Đây là con đấy là phao gì? Phao 5. Nâu mờ phao 4 em hết nhá. Mỗi này phao 5 ạ. Phao 5 và kèm số điện thoại ạ. Con này màu be nhá các chị yêu nhá. Be đậm ạ. Be đậm của size M. Be đậm size M các chị dưới 56 cân. Đấy, dưới 56, 57 cân các chị ok cho em ạ. 53 cân đổ lên đến tầm còn 57 cân đổ về. 53 cân, 57 cân đổ về chỗ đơn ạ. 1.500.000 ạ. Comment này các chị em biết là hôm nay nó bị ẩn comment như nào rồi. Trần Thị Bảy ơi thông cảm với chị nhá. Bây giờ là comment các chị hỏi mà ẩn comment em không trả lời được. Mà em không thể nào trả lời lúc đầu tiên các chị ơi. Hơn 1.000 người xem em không thể trả lời mọi người được từng câu hỏi một luôn ý. Các chị thông cảm giúp em với. Mã này các chị comment là phao 5 ạ, màu be size M. Size M các chị 57 cân đổ về mẫu này cho em. Phao này phao to hơn này. 53, 57 cân. Đấy 53 cân, 57 cân của size M. Chị nào tầm dưới 57 cân cái chốt mẫu này cho em ạ. Đang ghi mấy chốt đơn luôn đấy. Tiếp theo màu xanh ạ, phao 6 của màu xanh size M này. Cái mạng thật đấy. Thấy không? Còn ai không? Có ai phao 6 à? Thấy không? Em vừa mới nó vừa mới đẩy ra ấy, vào lại này. Em ơi mạng hôm nay chán đời, con này phao lỡ cho em nhá. Vì chạm phao này phao lỡ cho em, cái này còn một chiếc đúng không? Con này sẽ phao 6 à? Huyền đang xem bọn chị cái mã này xong có phải còn một cái không? Không phải nhé, cái này như còn sao? Phao 6 đợi em một chút nè, em xem còn size gì nữa. ML đủ. Cái này màu xanh la vi em còn đủ gì luôn. Xem các chị 1.500.000 này. Còn ba cái màu đen, hai cái màu đen.
Được chị Vân ơi, mỗi này phao 6 cho em nhá. Phao 6 và cộng số điện thoại ạ. Cái này em còn đủ GSML 1.500.000 ạ, 45 cân đến tầm 58 cân ạ. 45 cân, 58, 59 cân ok cho mẫu này ạ. Màu xanh la vi con phao lỡ ạ, 1.500.000. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là phao 6 ạ. Phao 6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Vừa mạng đơ quá các chị ạ. Các em còn sót 1 GSML phao 6 ạ. Phao 6 cộng số điện thoại nhá. Áo đỏ cổ lông sau bao nhiêu vậy? Đỏ cổ lông nào? À, cái đấy là 600 chị ơi. 600. Đằng sau ấy phao đỏ, à cái áo lông đỏ ấy. Mã này các chị coi là phao 6 á, màu xanh la vi. Hả? Con này á, phao 6 này á? Không. Xanh chị Trần Lan ơi cho em luôn chiều cao cân nặng chị nhá. Luôn chiều cao cân nặng của em với. Để em chốt size vừa luôn. Tại vì hàng này của nó là em đang còn sót ít thôi. SML. Cái này là còn SML đủ gì? Đủ size. Đủ size. Cái này S này. Hai con size S. Một con size M. Một con size L. Hai S. Một M. Một L. Đấy. Phao 6 á. Phao 6 trên màu xanh la vi nhá. Xả câu 2 giờ này em không biết là còn hàng hay không ý. Cái này 1m58, 57 cân mặc size L cho em. Cái này 45 cân đầu lên này. Chị nào người thấp thấp các chị mặc cho em cái mẫu này. Dáng lỡ cho em ạ. Phao 6 kèm số điện thoại ạ. 1.500.000. Con này không đắt tí nào luôn. Hàng 2.7, 2.8 bây giờ sạc các chị 500.000. À 1.500.000. 1.500.000 ạ. Phao 6 chị Vũ Thị Hiền đấy, màu xanh. 1m57, 56 cân. Để em xem nào. Thế thì lấy cho em cái size L cho thoải mái nhá. Size L thoải mái. Còn một chiếc size L này. Vũ Thu Hiền chị đấy không? Đó. Này size L đây. SM chị nào lấy nốt không ạ? Không chị ơi, chị Ngân tắm nhá. Ôi còn hai cái size L. Hai cái size L. Màu xanh. Màu đen còn hai chiếc này. Đen còn hai chiếc, 1M này. Hai cái M phải không nhỉ? 18. Đúng rồi, ô đen còn hai cái. Trần Lan gửi cho chị size L nhé. Trần Lan có số điện thoại chứ nhỉ? Trần Lan có. Đâu? Có số điện thoại ghi đây rồi. Rồi ok chị Trần Lan này. Gửi chị size L nhé. 1m50 và 50 cân mặc size em size M. Đây size L này. 1m50, 50 cân lấy size M luôn. Sao ngắn xịt em hết hàng ạ. Đen đây, bác nào chốt đen luôn nào. Đen em còn một cái size M này. Hai cái size M. Mã này phao 6 ạ. Màu đen size M em còn hai chiếc nhá. Phao 6 đen M còn hai chiếc. Các chị từ khoảng 50-55 cân. 50 cân đến 55 cân em chốt đơn ạ. Phao 6 màu đen của size M kèm số điện thoại ạ. Phao 6 đen M. Con này dáng lỡ cho em ạ. Comment luôn của em là phao 6 đen M từ 50 cân đến 55 cân. Là các chị mặc cho em size M. Đó, 50 cân đến 55 cân các chị mặc size M cho em còn hai chiếc của size M màu đen. Bao tiền ạ? Bao tiền nhỉ? 1.500.000. 1.500.000 đúng không? 1.500.000. 1.500.000 đồng ạ. Màu đen size M. Áo đỏ sau 52 cân vừa chị nhá. Phao 6 đen size M ạ, à, em còn 2 chiếc 1.500.000 con này ráng lỡ nhá. 1.500.000 con này. Em mở cửa rồi anh ơi. Vâng, cái đẩy cái cửa cái lên. Cọc rồi thì thôi địa chỉ chết nhá. Có S không em? Cái màu xanh thì có S, ML. Còn màu đen thì em chỉ còn hai cái size M thôi chị ạ. Màu đen còn hai cái size M nó cho các chị từ 50 cân đến 55 cân các chị mặc ok đẹp cho em nhá. Chị Nguyễn Thị Lan Anh chuyển tiền rồi ơi. Một triệu rưỡi. Đỏ cổ lông đợi em một chút. 1.500.000 con này chị ơi. Hàng trước rẻ nhất cũng 2.500.000 rồi, bây giờ em xả lỗ chị ạ. Xả lỗ rồi, nó còn sót mỗi thứ một hai chiếc thôi ấy.
không còn size L, em còn đúng hai cái size M thôi. Còn đúng hai cái size M. Bốn màu đỏ nha, đẹp lắm. Rồi ok. Phao 6. Xanh 1m5648 cân, mà size S thì chị Thanh Hòa một cái này. Size S này. Các chị ơi, chốt mã này lỡ tiếc lắm. Thị trường người ta bán cao lắm chị ơi, không có thứ 2 triệu. Đây size S này. À, cho chị Thanh Hòa, chị ghi số điện thoại của em rồi. Thanh Hòa màu xanh size S này. Em đây rồi. Đúng rồi, G14 của chị Trâm Ma một cái đỏ. Trâm Ma một cái đỏ đằng sau này. Phao lỗ đen M chị Trâm Lợi này. Trâm Lợi một cái này, đen của size M này. Chị thấy không? Trâm Lợi này. Trâm Lợi đen M này. Đỏ chị Trâm Ma này. Thấy không? Comment không? Trâm Ma này. Anh ơi, anh cứ vứt ngoài sân cho em đi. Tí em khoác ra em bê vào. Cứ vứt ở ngoài sân thôi em rồi. Đấy, để đầm đấy. Này, đỏ này, đỏ chị Trâm Lợi à, đúng không? Trâm Ma gì đấy đúng không? Sao lỗ đen mờ này, cho chị Trâm Lợi một cái này. Chị Trâm Ma cái G14 đỏ đúng không? Ok, con này 600 chị nhá. Đỏ này 600 nghìn, đỏ đô, à đỏ đậm đấy chị này. Đỏ của đỏ đô 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 một tí. Ok, Trâm Ma. Đen mờ còn một chiếc em mặc nữa luôn. Đấy, phao 6 đen mờ này, chị nào chốt phao 6 đen mờ các chị lên đôi nàng này. Xanh không có XL chị gái ơi, không có XL nhá. Em đây. Đen mờ phao 6. Đen mờ phao 6 chị nào nhận lấy luôn này chị này. Hàng 2 triệu mấy giá thị trường các chị đang mua. Bây giờ em sạc các chị có 1 triệu rưỡi dưới giá nhập rồi các chị nhá, dưới giá gốc rồi. Cổ lông màu đỏ đang hết hàng chị ạ, còn đúng một cái thôi các chị nhá, còn một cái màu đen này chị yêu ở chốt nốt comment cho em là phao 6 màu đen mờ. Áo này sale 1,5 triệu chị ơi, áo trong em mặc có chị nhá, phao 6 này. Ba cái màu đen size mờ luôn này, ba con màu đen size mờ. Một mét thì cao bao nhiêu chị Lan Tô ơi, cao bao nhiêu? Đỏ mờ không còn chị ạ, em còn đen size M thôi. Phao 6 màu đen size M 54 cân nhá. Mét 6 54 cân này như nào chị? Chị Lan Tô này, comment rõ cho em cái chiều cao cân nặng với nhá. Ghi hộ em cái đánh luôn cái phao 6 luôn này. Chưa chuyển khoản hết à? Chuyển khoản hết. Chưa ấy chuyển khoản hết à? Chuyển khoản hết, bỏ ra kia cái này chuyển khoản rồi chưa xin địa chỉ. Chuyển khoản rồi mà chưa xin địa chỉ. Rồi chị Hoàng Anh nhỉ, Hoàng Anh bình thường chị mặc size gì? 1m55 và 55 cân mặc được size M không nhỉ? Có chuyển khoản chị ơi, có chuyển khoản trước 100% đơn hàng, những cái hàng này em mặc sale rồi chị nhá. 552 mặc đúng rồi, nên là tiếng cước rồi nhá. Sao tiền? Tao tiền chú ơi. Rồi ba chưa có hàng chị ạ. Đây này Huyền ơi. Chị Hoa, hai cái dưới này là cái gì đây? Này G13. Đây G13 em đang còn sót một cái màu nâu này. Hai, một cái màu nâu, một cái màu be nhá, chị nào chốt luôn không? À đây không phải, phải không nhỉ? Đây G14. Đây cái này G13 em còn sót có hai cái thôi, chị nào chốt lên luôn cho em nhá, G13. Cộng số điện thoại cho em ạ, lắp lông vào này. Còn một nâu một be. 550 các chị nhá, 550, hàng này em vẫn đang đợi hàng về. Vẫn đang đợi hàng về ạ. Các chị lên đôi nàng chuyên là G13 kèm số điện thoại ạ. Nâu, B, mỗi màu còn một chiếc. Cao 1m53, nặng 54 cân, phao 6 à, size M à. Về đây lắp cho chị cái lông này trước này, để chị mặc cái màu nâu trước. G13 chị nào lấy màu nâu các chị lên luôn màu nâu nhá. Để em giữ luôn, tại vì là còn đúng hai chiếc hai màu thôi chị ạ. Là hết hàng ạ.
Cho chị Huyền hàng một cái này. Huyền hàng luôn nhá. Em không mặc lên nữa tại vì mặc lên nó chưa có hàng ấy. Nó còn sót lại thôi. Đây màu nâu đây. Đâu lắp lông chưa? Này con 14, vừa 14. Con này có 13 này, treo lên cho nó đẹp. 47 cân vừa mà chị Mỹ Mỹ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ôi trời. Cái chỗ cần bấm thì không bấm, cứ bấm vào cái chỗ kia. Đây ạ, màu be có một cái, đem mặc là màu nâu chị nhá. Màu nâu đây ạ. Rồi ôi giá thị trường đang bán rất là cao luôn, em tặng các chị giá 550. Còn G14 cũng còn 2 con này. G13 em còn 2 con nhá, một nâu một be. Hết rồi, G13 hết rồi. Sao 6 đen mờ chị Lan Tô à? Đây G13 màu be này, chị nào lấy nốt màu be không ạ? Mày nắp nốt cái này tao treo lên cho nó xuông cái áo tí. Đấy, màu be này be đậm các chị nhá. Trời thấy đấy. Không? Thấy không? Ai chốt màu này nhỉ? Màu be đậm này nâu hết. Bây giờ còn một cái màu be đậm thôi ạ. Một cái có màu be đậm ạ. Chị Mỹ Mỹ à? Mày lấy màu gì chị ơi? G13 màu be đậm nữa các chị này. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ, còn đúng một chiếc. Chị chuyển khoản giờ chị Mỹ Mỹ màu gì đấy? Hương Trần Thị lấy nâu màu be thôi, chịu chị màu be nhá. Màu be đây. Rồi, G14 xinh. Đỏ chưa có hàng ạ. Nâu hết chị ơi, này chị ơi, ai chốt thì chốt này. Cái này khách chốt rồi mà, tại treo lên làm gì? Để treo đấy mai ấy vào. Mà chốt rồi. Sao lấy cái G14 đâu? Đang lắp. G14 em lắp lông nhá, còn hai cái màu nâu tây. G14 em còn hai cái màu nâu tây, G14 là 600. Đây. G14 chị chưa lấy à? Cô lấy thử không này? Nhưng mà thôi, không có hàng đâu, đợi chuyến sau nhá. Đây G14 này, 600 này. G14 600. Bây giờ mày đây nhá, tao đi gọi mạng kia để tí vừa khuyên đồ vào. G14 là 600. G14 là 600. Mã này chị nào chốt G14 lên đơn. Nâu hết hàng chị ơi. Nãy em ghi tên chị nào trước ở đây. Chưa ghi tên chị nào đi. Bây giờ chị nào chuyển khoản trước em để hàng luôn. Mimi chuyển khoản không? Này G13, G14 đấy, dán đây nhá, hiền nhá. Đây cái chị này G14 em còn 2 chiếc. 2 chiếc bù nâu tây. 2 chiếc màu nâu tây ạ. 600.000. Còn 2 chiếc chị nào nhanh tay có đơn. Hàng này em đang đặt hàng mới chưa về. Nó còn sót mấy cái ở đây thôi. Nó sót mấy cái ở đây thôi ạ. Đâu phao dài còn cái nào nữa nào? Thôi nghỉ thì kiểm hàng đã. Em nghỉ nhá các chị nhá. Trưa mai em lên. Trưa mai em lên tiếp các bác gọi mạng tối nay rất là chán. Chị đang chuyển khoản gần được rồi nhá. Ôi chị chuyển khoản luôn đây, từ từ nhá. Từ nhá, hai chị chuyển là không có hàng đâu. Có mỗi màu một cái thôi. Ôi lại chốt cho chị gì nhỉ? Chị Mỹ Mỹ với lại chị Xuân Mùa nhá. Chị Mỹ Mỹ lấy màu nâu, chị Xuân Mùa lấy màu be nhá. Đấy, chốt cho hai chị em đọc tên chuyển khoản luôn cho em để hàng này. Còn các bác là đặt sau thì đợi chuyến sau mấy hôm nữa. Đấy, em nghỉ đây. Em nghỉ đây các bác ơi ạ. Áo em mặc là 180.000 chị. Áo em mặc là 180. Áo em đang mặc là 180, áo đá. Áo em mặc 180 là mã đá 9 mấy nhờ, đá 9 mấy đây. Đá 92 180.000 ạ. Đá 92 là 180.000 ạ. Các chị lên đơn hàng thì là đá 92 và kèm số điện thoại ạ. Đá 92 và kèm số điện thoại cho em 180.000 đồng một áo. 180.000 đồng ạ. 180. Đó, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Thôi các chị đợi mấy hôm nữa thì nó về đủ màu luôn ý. Nó còn có cả màu cam, màu đỏ đô nữa, màu trắng nữa. Em đặt hàng thêm mà.
cái gì cái gì. Mấy ai 85 hôm nay nhiều lên. Có. Đây 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 kia. Thôi để trưa mai em lên cho thoải mái thời gian nhé. Bây giờ em nghỉ đây, bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhé.